Hãy cùng xem rằng là bên phía của Beyond họ sẽ mang ra những cái con bài nào ở trong cái cuộc đối đầu này. Ở trong cái tuần thi đấu thứ 9, tuần cuối cùng của LCK mùa hè vòng bảng thì Beyond họ đã mất cái danh hiệu ông vua ván 1 rồi nha. Beyond họ để thất thủ 2-0 trước dòng xanh Dragon X. Và ngày hôm nay họ lại còn phải đối đầu với cả một Gen Z nữa để xem liệu rằng là họ có bật ngược trở lại với cả cái danh hiệu đó hay không. Để có thể làm khó được Gen Z ở trong ván đầu tiên, thậm chí là giành cho mình thắng lợi luôn. Với những cái lượt cấm đang nhắm rất là nhiều vào khu vực nửa trên của bản đồ, thêm đó là con Sejuani nữa rồi. Rồi, chúng ta đang có cá sấu khu vực đỉnh trên được hở ra. Cá sấu liệu rằng đánh với kèo Aatrox hay không đây? Nhưng chưa phải là cái sự lựa chọn phết bích, tôi tin là như vậy khi mà Kai'Sa, Maokai, Jay và Tristana đang là những sự lựa chọn rất mạnh. Và quyết định đến từ bên phía Kuron là khóa vào vị tướng Maokai này trước dành cho MT. Và biết đâu đấy sẽ mở ra thêm những vị tướng như là Tristana ở khu vực giữa dành cho Karis thì sao? Còn phía bên kia, như đã nói, Tristana là cái con tướng mà cho Vi đánh rất tốt ở khu vực giữa. Về mặt đi đường cũng sẽ có áp lực, giao tranh lại biết cách để có thể gây sát thương thì nó vẫn đang còn bỏ ngỏ trong phía của Genji. Đó là một trong những vị tướng mà Chovy đánh thuần thục rất là nhanh nha, và cho thấy rằng là bên phía của Genji họ bắt nhập với cả meta tương đối tốt. Tuy nhiên, liệu rằng có muốn mang về một cái bộ khung theo thiên hướng cấu rỉa tầm xa tới từ Jayce cùng với cả Kai'Sa không? Câu trả lời là có luôn rồi. Huấn luyện viên Skull nói rằng là con Tristana sẽ tạm thời cứ để đó đã, để cho Chovy cầm Jayce ở trong cái ván thứ này. Kết hợp cùng với Kai'Sa AP, họ sẽ định hình cái lối chơi của mình là có khả năng cấu rỉa máu đến từ hai nguồn sát thương chủ lực rồi. Còn ván thi đấu này thì cũng sẽ có những sự lựa chọn thuận tay thôi, dành cho Morgan với cá sấu được bích vào dành cho ta, và Tristana sẽ được khóa vào khu vực giữa để đánh kèo kỹ năng dành cho Karis. Morgan đang rất là nóng lòng để có thể bước vào trong cái cuộc đối đầu này rồi, lấy về luôn cho mình vị tướng tủ, một cái lượt lựa chọn gần như là được ưu tiên luôn rồi, được lựa chọn ở ngay vị trí thứ hai mà thôi. Sau đó thì Karis cũng sẽ có cho mình một con tướng có thể carry được ở khu vực đường giữa theo dạng sát thương vật lý, bởi vì Ulti cũng đã có cho mình Maokai trước đó, và Doran ngay lập tức đưa ra lời đáp trả. Đối phương biết tấn công thì anh ta chơi phòng ngự, sẽ là một con tướng Kassante, một thời đại chống chịu khu vực rừng trên được lựa chọn dành cho Doran. Ở trong cái bối cảnh là anh ta cũng đang bị mắc Covid thì chắc là cũng bị chút xíu ảnh hưởng về mặt sức khỏe thôi, chơi chống chịu khu vực rừng trên để có thể tạo ra cái dàn chắn tốt cho hai vị trí chủ lực xả sát thương từ tầm xa cấu rỉa máu đến từ Jay và Kai'Sa cũng là cái sự lựa chọn không tồi dành cho bên phía của Doran. Và chúng ta hãy cùng nhanh chóng tiến đến với lực cấm của phe 2. Những con tướng hỗ trợ bắt đầu sẽ bị cấm. Còn bên phía của Doran không biết là họ có muốn cấm rừng hay không. Vinet đang chưa để lộ ra những cái sự lựa chọn của mình, vậy nên là bên phía của Beyond họ cũng phần nào đó cần phải tập trung vào vị trí của người chơi đi rừng bên phía Gen.G. Đầu tiên là Rell, một con tướng có thể đi ở cả hai đường luôn. Camera đang để cho chúng ta thấy vị trí của D-Line, chắc chắn rằng cũng có thể cầm được con Rell này, và Vinet cũng đã từng sử dụng Rell ở vị trí đi rừng rồi. Đây cũng là một lượt cấm hai lên tới từ bên phía của Beyond, và còn một lượt cấm cuối cùng nữa. Thật ra là cũng còn tương đối những vị tướng mà Vinet có thể sử dụng. Cái quan trọng rằng là ở thời điểm tại Beyond họ đang có những cái suy tính như thế nào mà thôi. Hai con tướng hỗ trợ, hay nói chính xác hơn là ba con tướng hỗ trợ luôn, nếu như tính Rell đã bị cấm đi ở trong phe 2. Ivern đã bị cấm đi tránh cái đội hình mà có khả năng nhấp nhả tốt đến từ cái sự bảo trợ đến từ Ivern. Và quyết định của phía Genji là lấy hỗ trợ trước để cho Peanut bích cuối với sự bổ sung dành cho D-Line, khả năng mở giao tranh đến từ Nautilus, và họ sẽ có cặp Kai'Sa Nautilus, một cặp rất thông dụng qua xuyên suốt những mùa giải vừa qua rồi, rất dễ để có thể vận hành ở khu vực dưới. Rồi, câu trả lời của phía đội hình của phía Rion sẽ là con tướng nào đây? Họ sẽ được quyền, họ phải bắt buộc lộ nguyên cái đội hình của mình. Chúng ta vẫn đang có Seiya, chúng ta vẫn đang có con tướng nào kết hợp với Seiya hợp dành cho Fox ở trong bối cảnh này. Giả thuyết là bây giờ Effort cầm cho mình con Maokai đi, thì sát thương phép ở khu vực đi rừng vẫn còn là Lilia nữa, nhưng sẽ là Leona nằm trong tay của Effort để đi cặp với cả Seiya trong tay của Hena. Và bây giờ đội hình của bên phía Beyond đã lộ ra rồi, Gen Z họ sẽ lựa chọn cho mình Rumble rừng. Tôi chưa đoán được bộ khung của Gen Z sẽ là như nào luôn. Tôi có thể đồng ý với cả anh Linh, Rumble đi rừng dành cho Peanut. Một sự lựa chọn thật sự là rất thú vị đến từ bên phía của Gen Z. Cái mộc thủy hỏa thổ, hỏa khắc thổ. Phía bên kia Maokai, Peanut quyết định là chơi kèo khắc chế chăng? Đang có vài những sự chuyển dịch, nhưng mà tôi nghĩ Kai'Sa khu vực rừng trên thì nó sẽ hợp lý hơn. Kai'Sa thì không thích hợp lắm để có thể đẩy vào khu vực rừng. Đây sẽ là một cái bộ khung tương đối là hấp dẫn tới từ bên phía của Gen.G. Họ đang có một chút cân nhắc liệu rằng sẽ để Rumble hay là Kai'Sa, và tôi nghĩ rằng khả năng cao đến 99,99% sẽ là Rumble rồi. Bản chất của Kai'Sa vẫn là một cái mẫu tướng rất là thích hợp để đi khu vực nửa trên của bản đồ. Vậy nên sẽ là Rumble đi rừng dành cho Peanut, một sự lựa chọn mang thiên hướng có tín hiệu đột biến
dành cho Gen Z ở trong cái ván thiếu đầu tiên này. À nhầm, Maokai là mộc chứ nhỉ, nãy nói lộn thổ. Ờ mộc. Mộc sinh hỏa đúng không? Không. Thôi tôi cũng không rành lắm thôi. Nhưng mà căn bản là chúng ta xét về tương sinh tương khắc thì chúng ta cũng sẽ có cái kèo khắc chế. Nhưng ngược trở lại thì để coi cái tốc độ dọn rừng đối với Rumble của Phoenix ở trong ván thi đấu này sẽ là như thế nào. Một sự lựa chọn có thể gọi là tạo tiền đề chuẩn bị dành cho bên phía của Genji ở trong giờ cống và chọn. Họ muốn làm dày thêm, họ muốn làm sâu thêm về mặt ý đồ chiến thuật của mình. Vâng, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem những diễn biến đầu tiên ở trong cái ván đấu đầu tiên cặp BO3 này sẽ có những cái tín hiệu như thế nào. Bên phía của Beyond, họ mang ra cho mình một cái đội hình nhìn chung là không có gì quá là lạ so với cả phiên bản. Trong khi đó Gen.G chỉ có một sự lựa chọn là mang thiên hướng nó mới lạ một chút thôi, đó chính là con Rumble, nhưng mà không phải nằm ở khu vực đường trên mà sẽ là nằm ở trong vị trí đi rừng của đậu nhỏ Phoenix. Và thưa các bạn giả, chúng ta cùng nhau đến với ván thiếu đầu tiên trong cặp BO3 giữa Beyond đối đầu với cả Gen.G trong khuôn khổ LCK mùa hè 2023 vòng bảng, đang được phát sóng trực tiếp trên LCK tiếng Việt trên các nền tảng quen thuộc của chúng tôi. Và các bạn đừng quên rằng có cả trên một nền tảng mới là Online TV với cái tên là online.vn. Các bạn có thể tham gia trả lời các câu hỏi để nhận về các phần quà cho mình, các bạn đừng quên tham gia nhé. Rồi, và ván thi đấu này chúng ta cũng sẽ có rồng đất. Rồng đất thì liệu rằng có hợp mệnh với lại Umty hay không đây, hay sẽ cái thế trận sẽ được vận hành tốt để cho bên phía của Genji có thể kiểm soát được cho mình đó cộng đồng nguyên tố đầu tiên ván thi đấu này. Chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái kèo kỹ năng, ví dụ như là ở khu vực đường giữa, Chitana nếu đánh tốt về mặt chất tướng thì có thể có một giai đoạn đi đường tốt với lại con dây của Chovy. Nhưng ở đường trên với lại đường dưới thì tôi không chắc. Những con mắt được cắm ra, Morgan triệt tiêu luôn con mắt vừa rồi để khiến cho đối phương sẽ không có thông tin ở trong khu vực rừng. Và bên cạnh đó nữa thì anh ta cũng sẽ có được cái lượng kinh nghiệm sau một quay lính ở đường trên mà thôi, nhưng cũng sẽ có những bất lợi, đó chính là Morgan sẽ không có khả năng đẩy đường tốt đến từ cái vụ điều cá sấu. Nhìn chung là ở ngay thời điểm khởi đầu và Morgan đã có hai chỉ số lính nhỉnh hơn so với cả nhân tố D Doran rồi. Đây sẽ có thể là một cái tín hiệu tích cực dành cho bên phía Brion ở khu vực nửa trên của bản đồ, và cũng giống như là cái vòng rừng của Umty luôn. Umty sẽ đánh từ dưới, đánh lệch lên khu vực nửa trên. Còn bên phía của Genji, Phoenix biết được rằng là nếu như về khả năng trao đổi thì Nautilus cũng như Kai'Sa sẽ không quá quan ngại cái nguồn sát thương của Saya bên phía bên kia. Vậy nên sẽ là thế đẩy của Paige và Delay, và Phoenix sẽ vòng từ trên đánh xuống. Vậy chúng ta cũng sẽ có vòng rừng từ trên xuống của Umty luôn. Vì vậy đối trọng của khu vực đường dưới trong ván thi đấu này cũng đang là một cái điểm đến dành cho cả hai đội tuyển. Như đã nói thì với việc mà Morgan không có vụ điều cá sấu thì anh ta cũng đang hơi bị bất lợi trong khả năng trao đổi chiêu thức một chút xíu. Mà dù sao thì với lượng kinh nghiệm đến từ hai con mắt, nó khiến cho cái tốc độ lên cấp độ 2 của Morgan cũng sẽ nhỉnh hơn. Đường giữa, Karis đang có cái nhịp đẩy tốt. Nếu như anh ta vẫn giữ được cái nhịp đẩy này ở giai đoạn tiếp theo thì sẽ có cái vòng rừng đẹp hơn dành cho Umty. Cái khả năng trao đổi của Tristana với cả Jace nó sẽ không thực sự quá là khủng khiếp như là Tristana đối đầu với cả Azir, bởi vì khả năng trả sát thương ngược trở lại tới từ con Jace này cũng là tương đối. Và ở khu vực nửa dưới, giao tranh nổ ra rồi, Henna mất cho mình hồi máu, mất cho mình luôn tốc biến. Sự chủ động tới từ Delay giúp cho Pay sẽ tiếp tục duy trì được cái áp lực. Ác thật sự, một pha chiếm bụi và sau đó cấp độ 2 có đến từ Delay chủ động để có thể tấn công. Henna hơi vội, có lẽ như anh ta muốn lướt lên một chút để có thể farm cái đợt lính đó. Farm một con lính đang còn thấp máu và cái giá phải trả là một lượng máu lớn, kết hợp cùng với đó là hai phép bổ trợ đã mất đi rồi đến từ bên phía của xạ thủ của Rion. Vì vậy nó khiến cho con cua này thì Umty cần phải cân nhắc nha, đường dưới của họ đang thua nặng. Đây là một cái tín hiệu Umty cũng đang di chuyển ngược trở lại nha, ăn trong mình bãi chim xong rồi lên ăn rừng trên rồi sau đó lại vòng xuống rừng dưới. Đây là một tín hiệu mà Brion đang muốn bảo kê cho Henna cùng với cả Effort, và liệu rằng có đụng độ với cả cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của Genji hay không này. Venus đang di chuyển ra, Effort đang lò dò ra để cắm mắt, bị giữ chân lại. Effort có thể sẽ phải mất một cái gì đó, tạm thời là vẫn đang giữ được. Và Venus đang xuất hiện ở đây, người bấm biến trở về nhà đó chính là Henna. Venus tiến sang để có thể cướp đi bãi người đá. Và ở khu vực nửa trên bàn đồ cũng đang có giao tranh nổ ra, Morgan và Doran tác động vật lý với nhau. Doran đang tiêu tốn rất là nhiều năng lượng. Công ty cũng đang rất là khéo léo, anh ta có thông tin rừng của mình đã bị cướp, anh ta quay ngược trở lại để có thể tấn công con cua dưới. Có trừng phạt, anh ta sẽ giải quyết con cua này cách dễ dàng mà thôi, sau đó sẽ vòng lên cánh trên. Nhưng Phoenix thể hiện rõ rừng đối phương tấn công như thế nào, anh ta không quan tâm, anh ta tấn công vào Henna, người đã mất luôn cho mình đã hai phép hỗ trợ từ trước. Phải đến đón thôi, nhưng mà Effort đang bị sấy tương đối là đau, chỉ còn khoảng tầm hơn 1/3 cây máu một xíu mà thôi. Công ty không thể xuống được, bởi vì cái cây này mà đi xuống là lửa nó khò cho cháy đen luôn mất.
và buộc sẽ phải lùi về thôi. Sẽ có thể có vòng dừng hai cua dành cho Ulti, nhưng đây đang là cái nhịp reset từ Phoenix rồi. Phoenix có thể hướng lên đường trên. Morgan bị trụ bắn lần thứ hai liên tiếp là những tình huống đẩy tốt từ Doran, nhưng mà bởi vì cái năng lượng của Doran ít quá nên Morgan không ngại. Liên tiếp là những tình huống mà anh ta chủ động đứng lên cao để có thể farm lính và gây sức ép, và dù sao thì anh ta cũng đã chuyển dịch cái lợi thế về mặt chiến tướng của mình rồi, 41 so với chỉ 29 của Doran mà thôi. Còn ngược trở lại khu vực đỉnh dưới, tôi cảm giác như là đó là pha xử lý tốt đến từ Fox. Xạ thủ của họ Hena đã mất hai phép một trợ, như đã nói đó cũng sẽ là cái mục tiêu mà Phoenix muốn nhắm tới, nhưng trước đó thì Fox đã có tình huống che đẹp. Và Ulti sau khi hoàn thành được bãi chim lần thứ hai của anh ta thì anh ta cũng có mặt ở cánh dưới để có thể hỗ trợ cho Hena. Thì cái tác động ở cánh dưới của Vion phải chịu nó chưa thực sự là quá lớn, họ vẫn có khả năng để có thể gượng gượng lại một chút xíu, tất nhiên là vẫn sẽ bị thua về chỉ số lính rồi. Di chuyển tới từ Ulti đang là tương đối ổn nha, có cho mình hai cua rồi. Vậy là Peanut mặc dù sau khi reset di chuyển lên nửa trên nhưng mà không thể nào tiến ra cua được, và người chơi đi rừng bên phía Bion vẫn đang bám được cái chỉ số quái vật rừng là ngang bằng so với cả Peanut bên phía bên kia. Vậy nên là tạo cho cái thế trận này nó đang khá là cân bằng nhau, chưa có bất cứ một cái biến cố nào quá lớn nổ ra cả. Mặc dù Hena phải mất phép bổ trợ từ sớm nhưng Effort cũng đã có một cái bước di chuyển để che chắn tương đối tốt và đảm bảo rằng là xạ thủ của mình vẫn sẽ tiếp tục có thể ra đường để farm. Vừa rồi thì bên phía của ACK cũng cho chúng ta một cái thông số, đó chính là con Rumble đi rừng thì cách đây khoảng chừng 2 năm, đâu đó là mùa giải năm 2021, nằm trong tay của Proco, và đó là một ván thi đấu không thành công của Rumble. Thì để coi ván thi đấu này thì Phoenix có được kết quả tốt đối với vị tướng đi rừng như là Rumble hay không đây. Một trong những sự lựa chọn mà tôi nghĩ rằng họ đang chuẩn bị thêm bài để có thể bước vào vòng playoff. Tạm thời thì bên phía Gen Z họ đang đánh tương đối là củ chắc, không có bất cứ một cái tác động nó quá là nhanh tới từ những cái bước di chuyển của Peanut. Bởi vì căn bản thật ra là Chovy đang bị đẩy đường khá là nặng ở khu đường giữa, nên Chovy sẽ rất là khó để có thể xuống hỗ trợ cho Pay được. Karis luôn là người đi nhanh hơn so với cả Chovy bên phía bên kia. Doran thì đang tương đối là bận với Morgan ở khu vực trên của bản đồ. Ở đường dưới giao tranh nổ ra, Delay tốc biến rất là nhanh, vẫn đang bị nhiều sát thương vào, móc mỏ neo vào tường để có thể về nhà tới an toàn. Và bây giờ là Pay đang bước tới bắn khá là đau vào người Effort. Peanut cùng với cả Chovy đang tiến tới làm chậm thành công. Ulti tấn công, Effort lập vào tốc biến làm choáng, và chiến công đầu thuộc về Hena. Ulti tốc biến bỏ chạy, Effort gặp nguy hiểm, Effort đã phải nằm xuống rồi. Tốc biến từ Chovy, Chovy có Chovy double kill, và Karis đang nhồi sát thương người Chovy. Chovy còn chấm máu, Chovy đã phải nằm rồi. Chiêu cuối của Karis đẩy Pay ra và Pay nằm xuống, mạng thứ hai dành cho Hena. Vô cùng tuyệt vời tới từ bên phía của cả hai đội tuyển, và giao tranh nổ ra rất căng thẳng. Tưởng chừng như đó sẽ tình huống di chuyển sớm hơn dành cho Chovy và Peanut khi mà họ có một cái nhịp để có thể tấn công, nhưng trước đó Delay đã bị làm mềm. Anh ta ngay lập tức bị tấn công khi mà anh ta tung cú móc bỏ neo. Effort tiếp tục đã có một pha xử lý rất là tốt của anh ta. Anh ta chủ động tốc biến được có thể chồng choáng vào Delay và tạo ra một phương án tấn công. Karis cũng có mặt rất kịp thời ở trong tình huống giao tranh đó. Nhìn hơn về điểm hạ gục dành cho bên phía của Ron, Delay tung cú móc bỏ neo đó không trúng vào Morgan. Nếu như có một tình huống móc mỏ neo chính xác thì rất có thể sẽ là cái mạng của Morgan phải bỏ lại, hoặc thậm chí là cái tốc biến. Trước hết là cái tốc biến đã, bây giờ khu vực nửa dưới của bản đồ, cái tín hiệu di chuyển rất là nhanh tới từ Delay, nhưng mà hiệu ứng khống chế tới từ bên phía Bion rất nhiều nha, có cả từ Effort, có cả từ Hena nữa. Còn đây là một cái tín hiệu phản công cực kỳ là nhanh tới từ bên phía của Bion. Tốc biến lên tới từ Effort để làm choáng được lại vị trí của Delay. Delay đã phải nằm xuống rồi. Chovy bắt nhịp rất tốt, có cho mình double kill, nhưng Karis cũng tương tự là như vậy. Karis và Hena bắn quá thoải mái từ đầu tới cuối. Mỗi bên sẽ có những cái điểm lợi riêng của mình, nhưng tổng thể thì bên phía của Rion đang nhỉnh hơn một chút xíu. Hãy nhìn về họ, điểm hạ gục thì họ đang nhỉnh hơn, và cái điểm hạ gục này đang được phân bổ khá là tốt. Nếu như bên phía của Genji là 2 điểm cho Chovy, Peanut rải mưa tên lửa khu vực đường dưới để làm mềm Hena vậy Fox, sẽ là một tình huống họ dừng lại ở một tình huống làm mềm mà thôi, chứ chưa có một tổ chức chưa có một pha tổ chức băng trụ nữa. Trong khi đó ở khu vực nửa trên của bản đồ, Morgan đang làm rất là tốt công việc của mình nha. Ao chỉ số lính khoảng tầm 13 so với cả Doran bên phía bên kia, và đã có được cho mình tới tận hai lớp giáp trụ rồi. Kèo carry cánh trên vẫn đang được duy trì rất là tuyệt vời tới từ bên phía của Brion. Và Ulti biết được rằng đường trên mình có lợi thế, đẩy lên và kiểm soát cho mình con sứ giả đầu tiên của ván thi đấu này. Wow, 20 chỉ số lính. Lần này thì cái đợt lính đẩy vào thì Doran sẽ được farm, nhưng vẫn sẽ có thêm khoảng trống dành cho Morgan. Kèo thi đấu của vận chơi chúng ta có thể thấy là 1-1 mà thôi, nhưng mà Morgan đang xử lý quá tốt và từ đó tạo ra thêm cái khoảng trống dành cho Ulti. Ulti cũng đã có tình huống có mặt ở khu vực dưới rất là kịp thời, và bây giờ thì anh ta đang đánh theo cái cánh thẳng của mình để có thể kiểm soát con sứ giả đầu của ván thi đấu này. Trước đó thì rồng một có thể là bên phía của Genji ăn được ở nửa dưới sau một cái nhịp tấn công khá là mạnh của họ.
liên tiếp là những tình huống di chuyển tới từ Delay suốt từ những phút vừa qua. Và bây giờ thì khi mà Pay cũng đang được để tự sinh tự diệt ở khu vực nửa dưới thì bên phía Gen.G họ sẽ có nhiều thời gian để kiểm soát hơn. Nhưng tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, cái lượng kinh tế đang chênh lệch dành cho bên phía của Brion riêng là từ giai đoạn đi đường thôi. Đó chính là một cái chỉ số lính được chênh rất là lớn ở khu vực nửa trên của bản đồ. Và Brion họ có cơ sở để có thể tiếp tục nuôi con Rekton trong tay của Morgan. Ở thời điểm hiện tại thì đã là hai cái lớp giáp trụ dành cho Morgan như đã chia sẻ, và con sứ giả nằm trong tay của Umti. Thường thường chúng ta sẽ được thấy rằng là các đội tuyển sẽ thả ở khu vực nửa dưới và cụ thể là ở đường giữa, nhưng không biết liệu rằng là Brion có muốn giải phóng luôn cho Morgan hay không. Đường trên Morgan đang thi đấu rất là tốt, tôi đồng ý hoàn toàn có thể tạo ra một cái hướng là lấy luôn cái trụ đầu tiên nếu như họ tấn công lên khu vực đường trên. Nhưng khi đó thì họ sẽ có những cái đánh đổi, ví dụ như là có mặt ở đường trên như vậy thì khoảng trống ở khu vực đường dưới sẽ bị đối phương khai thác. Ở bên phía của Genji rất biết cách để có thể tạo ra những cái lợi thế dành cho Pay. Cấp độ 6 vừa rồi cũng đã có đến sớm dành cho Delay ở sau một cái tình huống mà anh ta có mặt ở khu vực đường giữa, chia kinh nghiệm cùng với lại cho Vi để coi anh ta có thêm cái dịp tấn công nào đủ mạnh với vị tướng Nautilus của mình hay không. Chúng ta sẽ có con rồng thứ hai là con rồng nước. Thế hy vọng là đây sẽ là một cái bản đồ rồng thật sự là đáng để tranh chấp cho cả hai đội tuyển. Nếu như mà có cho mình cái linh hồn rồng gió thì... Nếu như mà bên phía của Gen.G họ là người có được cho mình rồng thì Brion nếu cảm thấy quá là khó thì có thể buông bỏ cái mục tiêu rồng này cũng được. Thì cái những cái tình huống tập trung xuống khu vực cánh dưới sẽ trở nên bớt hấp dẫn hơn. Thế tuy nhiên chúng ta sẽ cùng phải chờ xem đã. Ở thời điểm hiện tại thì bên phía của cả Brion lẫn Gen.G đều đang giảm bớt những cái sự áp lực xuống cánh dưới rồi. Inus nãy giờ đang di chuyển xung quanh bản đồ nhiều hơn, và Umti cũng đang chỉ để cho Hena một mình ở cục đường dưới thôi và đang đi cùng với cả Effort. Đang có tín hiệu di chuyển ra tấn công khu vực đường giữa. Chovy đang bị làm choáng, tiếp tục sẽ một cái lượng sát thương nguyên lực thiên nhiên cũng được cộng kèm vào. Chovy có một cái giày thép gai chứ không phải là cái giày thủy ngân, bởi vì vậy hiệu không chế được tạo ra là rất nhiều. Pinot phải rải cái mưa tên lửa của mình để có thể xóa sổ được lính khu vực đường giữa, nhưng nhanh chóng cũng có con sứ giả để có thể có áp lực thêm dành cho bên phía của Brion. Brion vẫn luôn là một đội tuyển rất đáng theo dõi của LCK mùa giải năm nay. Hãy nhìn về cái cách mà họ đối đầu với Genji, một pha bế vào trong trụ, cắt và sát của Morgan giải hóa cái pha tấn công đơn giản vừa rồi của Doran. Brion đang có những bước di chuyển thật sự là rất khó chịu nha, và gần như là out di chuyển so với cả Genji bên phía bên kia. Lần này thì người khởi đầu đó chính là Effort, và ở khu vực đường giữa đã giúp cho Karis có thêm cho mình cái lượng tài nguyên rồi. Cái điểm hạ gục thật sự là quan trọng vào vị trí của Chovy để con sứ giả được thả ra, và cái nhịp đẩy của Karis sẽ tiếp tục được duy trì. Cái trụ ở khu vực đường giữa cũng đã bị bào đi hai lớp giáp, nó giúp cho bên phía Brion càng giãn cách hơn nữa về cái khoảng cách về lượng kinh tế. Và nếu như bây giờ bên phía của Brion họ có được cho mình con sứ giả thứ hai là cỡ khoảng tầm 3 phút nữa tôi có mặt ở trên bản đồ, thì sẽ là trụ một ở khu vực đường giữa từ rất sớm dành cho Brion. Brion vẫn đang có rất là nhiều những lợi thế. 4 điểm hạ gục, 2 điểm hạ gục dành cho hai mỗi người xạ thủ. Chúng ta đang có Karis xanh, là chúng ta cũng đang có Hena xanh. Chovy có khoảng trống nhẹ nhẹ của anh ta để có thể di chuyển xuống khu vực đường dưới, và quyết định của phía Genji là đổi được luôn. Họ đưa Chovy xuống cánh dưới, họ đưa xạ thủ hỗ trợ của mình ra khu vực đường giữa để có thể tạo ra cái dịp kiểm soát tốt, và hai bên chuẩn bị va vào nhau ở con rồng nguyên tố thứ hai của ván thi đấu này. Ở thời điểm hiện tại thì hai người chơi trên đều không có cho mình dịch chuyển. Bây giờ là một tình huống Chovy là 34 lần được trải ra, thấy dựa ra Chovy đứng im luôn. Chovy vẫn đang còn trụ được và Chovy đã rút về được về an toàn rồi. Hena di chuyển tới nhưng không còn tài nguyên nữa rồi, và các thành viên bên phía của Genji họ đã chiếm được toàn bộ phần kiểm soát ở khu vực hang rồng sau khi đã cấu đi được một lượng tài nguyên rất là lớn từ bên phía Brion. Các thành viên bên phía Brion liệu rằng họ có ra được hay không, đây quyết định là không ra được nữa khi không còn cơ sở để mở giao tranh. Sức mạnh kiểm soát của Maokai công ty cũng không phát huy được ở trong tình huống đó, họ không có quá nhiều cái lượng tầm nhìn. Mắt tím của phía Vion thì thường là cắm vào phần rừng của họ chứ chưa đẩy sâu quá nửa sông, khiến cho họ cũng không thực sự là chủ động ở trong cái tình huống đó. Và bên cạnh đó là cái ngưỡng sức mạnh đến từ Hena nữa, có lẽ như anh ta chưa về nhà lên trang bị. Nếu như trong tình huống vừa rồi mà anh ta có giày cuồng nộ, có một cái mốc diệt thị quái, thì có lẽ như bên phía của Vion sẽ tự tin hơn trong cái pha ép giao tranh. Chúng ta sẽ có bản đồ linh hồn rồng hóa kỹ ở trong cái ván thiếu này. Các thành viên bên phía của Genji họ cũng sẽ có cơ sở để cạnh tranh rồi. Với cái buff của rồng hóa kỹ thì cái khả năng băng bổ vào trong giao tranh của cái Sante của Nautilus sẽ được đảm bảo hơn một chút xíu, không còn gặp quá nhiều những cái sự thiếu hụt về mặt chống chịu, và giúp cho những cái pha băng vào và tìm kiếm Karis và Hena cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng mà có một cái câu hỏi tôi đặt ra dành cho Morgan là như thế này. Thường á, là người ta farm ao lính thì thường là sẽ khoảng chừng sau 20 phút hoặc là 25 phút. Giờ mới phút thứ mười mấy mà Morgan đang farm out thời gian khoảng chừng 10-20 chỉ số lính. Ác vậy ta. Vâng, công nhận
như thực sự là chia sẻ của anh Linh khiến tôi mới để ý, tức là nãy giờ thì tôi biết được rằng là Morgan đang out lính so với cả Doran rồi, nhưng mà Morgan còn out lính so với cả thời gian ở trên bản đồ nữa, out 20 CS so với cả thời gian ở trên bản đồ. Morgan thật sự là đẻ ra lính để farm đấy à, chỉ có farm không thôi mà hơn Doran tới tận 1.000, mà đây là một cánh rất là khỏe của bên phía Brion nha, họ có thể win vào Morgan được luôn. Thật sự rất là kinh khủng. Thường là nếu mà farm đúng thời gian thì chúng ta sẽ farm bằng với thời gian ở cái thời điểm đầu của ván đấu. Và thời điểm này thì Morgan đang có giai đoạn đi đường, tôi đánh giá là quá thành công. Những tình huống tấn công đến từ Doran nó giống như là, thật ra anh ta tấn công mà khi mà Morgan tiếp cận ở trong tầm trụ mà thôi. Và chính bản thân của Morgan nữa cũng đang tạo ra được một cái lượng chênh lệch về mặt kinh tế, những cái lớp giáp trụ cũng đã được bào của đường trên. Điều này nó sẽ khiến cho cái tình huống di chuyển tiếp theo của Virion kiểm soát con sứ giả thứ hai nó trở nên dễ dàng hơn. Brion họ đang rất là nỗ lực để có thể lấy được cái trụ một ở khu vực đường giữa, và qua đó họ mở đường ra để có thể chiếm lại phần sông dưới, lấy về quyền kiểm soát ở khu vực hàng rồng. Vậy nên là Henna cùng với cả Effort sau khi kết thúc giai đoạn đi đường được cử ra khu vực đường giữa để có thể hỗ trợ đẩy đường giúp cho Umti có thể di chuyển thoải mái hơn. Ở thời điểm hiện tại chưa có bất cứ mục tiêu nào ở trên bản đồ cả. Chúng ta thấy rằng là Pay cùng với cả Delight đang phải đứng tương đối là sâu nha, thậm chí rằng là Delight đang phải đứng cạnh Chovy để bảo kê Chovy và để cho Pay một mình ở khu vực đường giữa thôi, tức là Henna lúc nào cũng sẽ có một cái nhịp đẩy cao hơn. Liệu rằng có phương án bất ngờ nào không đây? Vừa rồi thì Karis cũng đang đánh rất là tập trung, anh ta không đứng lên cao. Nếu anh ta đứng lên chút xíu thì có thể là bị Delight tấn công rồi. Còn sứ giả thì đang nằm trong tầm kiểm soát, mắt đã cắm ra rất triệt để như đã nói, với cái lợi thế tấn công tốt đến từ Morgan của đường trên nữa thì con sứ giả này sẽ nằm trong tầm kiểm soát của họ. Quan trọng là con sứ giả này sẽ được vận hành như thế nào và tại thời điểm nào, bởi vì thời điểm sắp tới điểm nóng của ván đấu thì chúng ta chuẩn bị hướng tới con rồng nguyên tố thứ ba rồi, đó là nơi mà bên phía của Dawn có lẽ như họ cũng đã sẵn sàng để có thể bước vào một trận giao tranh lớn. Ở thời điểm này thì nguồn sát thương của Brion đang được đảm bảo tương đối là tốt rồi, cả Karis cả Henna đều đã có đồ, đều đã có món trang bị lớn, và nếu như để cho hai xạ thủ của Brion được thoải mái xạ sát thương thì rõ ràng là Gen G ở thời điểm tại họ chưa thể chống chịu được rồi. Rumble không phải là một con tướng thuần theo dạng chống chịu mà cần phải có sát thương nữa để bù vào cái nguồn sát thương phép còn đang bị thiếu hụt đến từ bên phía của Gen G. Vậy nên là Gen G họ sẽ phải lựa góc để giao tranh thật là hợp lý và làm sao để có thể khiến cho Karis và Henna càng vất vả càng tốt. Chúng ta còn 1 phút rưỡi nữa là sẽ có sứ giả của con rồng mà Gen G đang rất nỗ lực để lấy lại lượng tầm nhìn ở quanh khu vực bờ sông dưới. Sức ép của Morgan của đường trên bây giờ vẫn đang có, anh ta đang cố gắng để có thể tiết kiệm cái phần di chuyển của mình. Phía bên kia Doran cũng tương tự là như vậy, khoảng trống ở khu vực dưới của Chovy nãy giờ anh ta tận dụng cũng tốt nha, bởi vì anh ta có áp lực đến từ Delight, nó khiến cho những đợt lính luôn đẩy và anh ta đang rất nỗ lực để có thể bào cái lượng máu đến từ cái trụ này. Nhưng diễn biến chính và nóng sắp tới thì có lẽ như cũng đang chuẩn bị tới rồi. Với con sứ giả đang được sở hữu trên người của công ty thì bên phía của Doran rất dễ dàng để có những cái phương án tấn công vào cái trụ một ở khu vực giữa của họ. Bên phía của Gen G có thể là họ đang có ý tưởng là muốn trao đổi. Họ biết được rằng là cái trụ một khu vực đường giữa của mình đang bị áp lực rất là lớn, vậy nên họ đang đẩy cho Chovy bằng mọi cách là phải cố gắng lấy được càng nhiều máu của cái trụ một đường dưới càng tốt. Và nếu như có bị đổi về công trình thì Gen G cũng sẽ có thể bù lại được, họ không sẽ không bị quá là thua thiệt. Còn cái máu, có cái lượng máu của cái trụ một khu vực đường giữa của Bion vẫn còn rất là nhiều, và với tốc độ đẩy ở thời tại của bên phía Gen G, nếu như mà họ không có cái lợi thế về người thì họ sẽ chưa thể nào khai thác được. Và con rồng đang chuẩn bị có mặt ở trên bản đồ rồi. Chovy một lần nữa như những gì mà bên phía chúng ta đã đưa ra những cái chia sẻ với nhau, rằng sẽ tiếp tục cố gắng duy trì một cái đợt lính lớn đẩy vào để có thể thoải mái di chuyển ra hơn. Thậm chí rằng Chovy còn đang muốn đẩy tới để có được cái trụ này trước khi mà bên phía của Bion họ thả sứ giả ra. Con sứ giả được thả ra khu vực giữa, Morgan cũng đang có mặt ở đây và sẽ là trụ một toàn bản đồ dành cho bên phía của Bion có trước. Sau đó họ sẽ nhấp ra một nhịp, con sứ giả nó sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Peanut đang bị thiên đình kiếm, đang bị tấn công, nhưng đây là hai vị tướng chống chịu sát thương đầu. Henna bây giờ mới tới thì Peanut đã tốc biến chạy được rồi. Dù sao thì cái đồ của phía Bion cũng đã ép được tốc biến của người chơi rừng của phía Genji. Áp lực đến từ Peanut bây giờ sẽ giảm. Genji vẫn muốn đánh rồi. Genji đang có ý tưởng muốn đánh, cũng móc một em, một người Effort. Morgan đã dịch chuyển xuống rồi, Effort đang mất rất là nhiều máu, mưa tư lửa giải ra tương đối đẹp, nhưng đó là Delight nằm xuống quá là nhanh. Chovy lại vào chọn Karis, nhưng Karis bắn rất là tốt. Doran bị kéo xuống rất thấp máu, Doran chuẩn bị phải nằm lại rồi, tốc biến tới từ Chovy để bỏ chạy. Và rồng thuộc về Brion. Áp lực là quá lớn đến từ bên phía Kuron. Trước đó họ bào tài nguyên của Peanut. Peanut chỉ đóng góp bằng một pha mưa tên lửa từ tầm xa của anh ta mà thôi. Như vậy là cũng không đủ, và cái góc giao tranh thật ra cũng không đẹp. Delight lao vào một mình thì phía bên kia cũng có những công cụ để có thể đánh chặn, và cái lượng sát thương đến từ bên phía của Brion cũng không hề thua kém. Dịch chuyển này là dịch chuyển của Chovy, người đã mất đi cho mình đã tốc biến từ trước. Anh ta như cá nằm trên thớt, có đồng hồ để có thể câu kéo. Liệu rằng có câu được không đây? Không câu được, quá khó dành cho Chovy.
Jovi đang bị chăm sóc cực kỳ kỹ ở trong cái ván thi đấu này, và Bjorn họ đang dần trở lại với cả biệt danh ông vua ván 1 rồi. Họ đang thực sự khiến cho Genji phải vất vả. Chúng ta cùng nhau xem lại pha giao tranh ở cùng thang dầu. Đây là một tình huống giao tranh được nổ ra, người khởi đầu của tiếng Lila, nhưng mà Lila nhận rất nhiều các thương. Cú mưa tên lửa của Peanut giải ra không thực sự quá là đẹp cho lắm, chỉ là ở một cái góc mà các thành viên bên Freeborn họ hoàn toàn đã rút ra được hết rồi. Và sau đó Umti chớp thời cơ rất là nhanh, Kobe dịch chuyển xuống ngay lập tức là Umti và Karis đứng đó chờ sẵn. Rất khó, như đã nói, Jovi đã mất đi cho mình đó tốc biến từ trước pha giao tranh trước, khiến cho pha thi đấu này anh ta như là chim sa cá chậu mà thôi, cũng không có nhiều lắm những phương án để có thể rút lui nữa. Đối phương cũng có người để có thể tấn công anh ta. Nếu như thể thức của LCK mùa này là B1, Rion sẽ là ứng cử viên rất sáng. Chắc chắn rồi ạ, tôi đồng ý với cả chia sẻ của anh Linh, rõ ràng là như vậy. Rion đánh với cả những ông lớn mà không khác gì là chính mình cũng là một ông lớn luôn. Rion đang khiến cho, vâng, một nữa lại phải chia sẻ lại, Rion đang khiến cho Genji thật sự rất là vất vả. Rion đã ngắt mạch rồng của Genji thành công và vẫn đang duy trì được một cái áp lực là 2.500 vàng chênh lệch so với cả Genji bên phía bên kia ở khoảng tầm phút thứ 20 này. Cái nguồn sức mạnh của hai xạ thủ của bên phía Rion họ càng đảm bảo được nhiều hơn nữa rồi, khi mà cả Henna lẫn Karis đều đã có trong mình hai món trang bị lớn cộng với cả giấy nâng cấp. Bây giờ thì rõ ràng là Rion họ sẽ không ngại bất cứ một tình huống giao tranh nào cả, thậm chí rằng Umti cũng đang rất là xanh nha. Đã có cho mình hai món trang bị lớn rồi, giày thì không mất tiền để mua. Một ván thi đấu quá thành công của Infibrion, ngưỡng sức mạnh của họ kìa. 6 điểm hạ gục, chia đều dành cho Henna và Karis, mỗi người 3 điểm, KDA đôi, đồ đôi. Có giày thì hơi khác một chút xíu để nhận biết của hai người chơi xạ thủ. Wow, lợi thế quá lớn rồi dành cho Infibrion, và với lợi thế lớn như vậy không ngại để có thể khởi động combo này. Độ ăn đang là tương đối nhanh đấy nha. Cầu sấm tung ra không chính xác rồi. Genji họ đã biết Peanut có mưa tên lửa, bắt đầu giải mưa tên lửa ra. Mưa tên lửa tương đối là đẹp. Còn Baron còn tầm 800 máu, và đó là chiêu cuối của Umti tung ra để không cho Peanut di chuyển xuống. Baron thuộc về Rion. Rion họ đang thật sự quá kinh khủng ở trong cái ván thi đấu này. Wow, hãy cùng xem pha thi đấu khi mà Peanut không có tốc biến, anh ta gần như là bị dồn chân với những cái quyền lực thiên nhiên của Umti rải ra, và sát thương đến từ hai xạ thủ xanh sao của anh phía Rion cũng đã được thể hiện. Delay mở giao tranh phía bên kia thì là một tình huống bơi rất rác đến từ Morgan, và Delay đã là phải người nằm xuống. Bình thường đây xem con cá xấu, nhưng đối với Morgan nó là con cá đẹp. Thật sự là bên phía của Genji họ đang trông có vẻ như hơi có tín hiệu đường cùng rồi. Cảm giác như họ không biết phải làm gì cả. Những bước di chuyển rất là mông lung, những cái pha mở giao tranh cũng hơi, tôi nghĩ là cũng hơi bị thiếu cơ sở một chút. Nhưng dù gì thì Rion họ đang giao tiếp với nhau tương đối tốt. Ngay khi mà bên phía Genji họ tràn vào là Rion mở ra với một cú dịch chuyển cực kỳ kịp thời tới từ cả Karis, và Morgan cũng đã có mặt ở đó nữa. Và ngay lập tức là khiến cho Delay lên bảng đếm số lần thứ 3 trong cái ván thi đấu này. Chovy cũng đã 3 lần nằm xuống rồi. Ba lần nằm xuống của Chovy cộng với sự thể hiện gần như là bất lực của anh phía Genji trong ván thi đấu này, những tình huống nỗ lực để có thể tấn công đại trụ của họ không thành công, bởi vì họ đang đối đầu với lại một Morgan đang farm vượt thời gian. Thần cá sấu được kích hoạt, bị kéo về, giật ngược trở lại, cắt và sắc múa xung quanh các thành viên của phía Genji. Không biết liệu rằng là các thành viên bên phía của Beyond họ có thể giữ vững được biệt hiệu ông hoàng ván 1 hay không đây, khi mà cái khoảng cách về lượng tiền nó đang càng ngày càng được giãn ra nhiều hơn nữa rồi. Sau khi có cho mình con Baron xong thì đã là 5.000 vàng chênh lệch dành cho bên phía của Beyond. Đường trên là 1.900, đường giữa và đường dưới là khoảng tầm 1.200, 1.300. Một cái chênh lệch đang thật sự rất là lớn ở những vị trí carry chủ lực nha. Nếu như mà ở vị trí của công ty thì hay là vị trí của Effort thì không nói, nhưng Karis, Anna và Morgan đều đang rất xanh. Những ván mà tôi bình luận bên phía của Rion thì họ đều đánh tốt cả. Không biết những ván khác thì tôi biết là họ cũng đánh tốt, nhưng mà có lẽ thấy với thành tích mà họ đã bị out ra khỏi vòng playoff, tôi cảm thấy cái tiếc tiếc như thế nào á. Bởi vì những cặp trận BO3 của họ đều thể hiện được một cái phong độ phải nói là cực bay. Đối đầu với lại Genji đang có phong độ cực cao, 16 trận thắng chỉ một trận thất bại trước KT Royster thôi. Nhưng mà bên phía Rion đang chơi như là một đội tuyển top đầu. Không biết bây giờ mà có che tên hai đội tuyển đi thì chúng ta có mường tượng ra là đội nào đang đánh với đội nào không. Khi mà Rion họ đang tiếp tục duy trì được một cái áp lực quá là khủng khiếp với cái bùa lợi Baron này.
cái trụ thứ tư ở trên bản đồ dành cho bên phía của Beyond rồi. Họ chỉ còn lại cái trụ một, à xin lỗi, thưa các bạn, còn lại hai cái trụ ở khu vực dưới nữa thôi. Mọi người đang đảm nhiệm nhiệm vụ đó, đó chính là Morgan. Nhưng tuy nhiên Beyond họ không quan tâm, họ đẩy thẳng vào đường trên của Gen G để cho Peanut ăn rồng thoải mái. Chúng tôi lấy cái nhà lính, Beyond nói ra nó đánh nhà cho anh, và họ đánh được nhà thật. Màu cài của anh ta lên cái vũ trụ quyền rũ thì ok tôi hiểu, nhưng mà lên giày xuyên kháng luôn như thế này thì cũng hơi căng một bản thi đấu, và chúng ta cũng có thể thấy rằng mức độ ngông đến từ bên phía Kurion. Morgan đấu của bên dưới à, gã kèo bột bột với lại Doran không? Và rồi mở giao tranh không này, cơ sở để mở không còn nữa rồi, cú móc bỏng neo đã hết. Và Gen G họ cũng chỉ cố gắng khép góc để cho Peanut tấn công vào cái chỗ một khu vực đứng giữa thôi. Phút thứ 25 của ván thi đấu và Gen G cũng đã khai thác được xong cái trụ một bên phía của Beyond rồi. Đường di chuyển ra hang rồng sẽ trở nên rộng mở hơn một chút xíu, nhưng trước đó thì Gen G cũng đã có rồng. Và cái nhịp rồng của Gen G vẫn đang được duy trì tương đối là tốt nha. Đồng ý. À, điều này nó sẽ mở ra một cái dư huy dành cho bên phía của Gen G, tức nghĩa là một cái cơ hội cho họ. Nếu như họ xác định là đánh giao tranh ở con rồng nguyên tố thứ 5 và họ thành công ở trong pha giao tranh đó, có được con rồng hình thành nên sức mạnh linh hồn rồng hóa kỹ, thì biết đâu đấy sẽ có thêm cái cơ sở thắng dành cho phía của Gen G trong ván thi đấu này. Nhưng điều đó nó chỉ có thể xảy ra khi mà bên phía của Brion đánh giao tranh dở và mắc sai lầm. Bởi vì cái đội hình của bên phía Gen G đã được hình thành rồi, một đội hình hai xạ thủ có khả năng bơi vào quá tốt. Đến từ cái dàn tuyến đầu, chúng ta sẽ có Maokai, Leona, chúng ta sẽ có thần cá sấu của Morgan bơi vào phía sau nữa. Thì để coi bên phía của Gen G sẽ giao tranh tổng như thế nào. Ở thời điểm hiện tại thì các thành viên bên phía của Gen G họ đang khá là ngại những tình huống giao tranh tổng nha. Nãy giờ là họ né khá là nhiều. Nếu như các thành viên bên phía của Beyond mà có tràn vào thì bên phía của Gen G họ cũng sẽ chỉ cố gắng trải ra một vài những cái chiêu thức để cấu rỉa máu thôi, chưa có cơ sở để băng vào tới từ Gen G. Vậy nên chúng ta cũng chưa thực sự được kiểm chứng 100% rằng nếu như mà giao tranh tổng có diễn ra thì hai đội tuyển sẽ có những cái diễn tiến như thế nào. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cái nguồn sát thương như đã nói bên phía của Brion đang có là rất là nhiều, với hai xạ thủ đặc biệt là Henna đang có trong mình được món trang bị thứ ba rồi, và Karis chuẩn bị cũng đã được bằng đồ so với cả cái người bạn song sinh của mình rồi. Rồi như vậy chúng ta sẽ chờ đợi cho một cái mục tiêu lớn tiếp theo, đó chính là con Baron. Trước thời điểm con rồng ra thì con Baron nó lại xuất hiện, và đây là cái cơ sở để có thể tiếp tục gia tăng thêm cái khả năng kiểm soát dành cho bên phía Kurion. Họ bắt đầu dàn trải đội hình của mình ra rồi, hội quân trước ở khu vực giữa. À, ngưỡng sức mạnh của bên phía Gen G ở thời điểm hiện tại thì cũng đã có một vài thành viên chập chững ba món trang bị. À, thì để coi với một cái ngưỡng sức mạnh này thì họ có đương cự lại cùng với bên phía Kurion được hay không. Khả năng cấu rỉa máu đến từ Amti với một cái giày pháp sư của anh ta bỗng nhiên bây giờ là có những cái chồi non được cường hóa ở trong những cái lùm bụi, nó khiến cho bên phía của Genji sẽ gặp khó khăn ở trong cái khả năng kiểm soát của mình. 15 giây nữa là chúng ta sẽ có sự xuất của con Baron, và bên phía của Genji thì nhìn chung là họ cũng sẽ rất khó để có thể bỏ con Baron này được rồi. Cái con Baron mà sẽ giúp cho cái tốc độ đẩy của bên phía cả trên cùng kết vấn. Với tình huống mà Doran đánh ngang tốc độ di chuyển sang, Doran đang rất là đơn độc, Doran cố gắng trung tiếp và Doran sẽ được người nằm lại trong pha này. Chẳng lẽ Doran đã nằm lại rồi, và Morgan đang tiến lên. Đi bên cạnh là Ulti, Morgan đang bơi tới chạm vào người của Delay. Delay bị giữ chân lại, có tỷ lệ tầm nhiệt nhưng mà Delay đang mất rất là nhiều máu và Delay sẽ nằm lại trong pha này. Và Gen G họ xử lý lỗi rồi và mất ba người một cách rất là vô duyên tới từ Gen G. Doran muốn mở à, tôi thấy là anh ta là người chủ động kích hoạt cái hạt thông nổ đó, anh ta muốn mở giao tranh. Nhưng mà không thành công rồi dành cho Doran. Khó thở quá, không phải là vì bệnh mà vì Morgan với khả năng băng bổ vào quá mạnh mẽ. Đối với con cá sấu của anh ta chỉ còn lại con bay ở đây mà thôi. Anh ta dứt điểm được Umti, quay ngược trở lại để có thể cố gắng cấu rỉa máu. Nhưng Karis có lượng sát thương là lớn. Phía bên kia thì Pay có cái đồng hồ để có thể giúp cho mạng sống của ta vẫn đang còn tồn tại. Nhưng ván thi đấu này thì đã thuộc về cho bên phía của Brion. Và đúng thật là ông vua ván 1 lên tiếng. Ok, Swing Bang Brion giành thắng lợi trước Gen G ở trong ván thi đầu tiên của cặp PO3 này. Và Gen G họ chưa thể nào chắc chắn rằng là lấy về được vị trí top 1 rồi. Các khán giả trên sân khấu của LL Park không thể tin được, chúng tôi cũng không thể tin được. 1-0 cho Brion. Đồng ý, và điều này nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái kết quả của phía Genji nha. Chúng ta nếu như Genji có thắng cái cặp trận này thì Genji cũng cộng được thêm cái hiệu số của mình là 1 mà thôi. Còn nếu như bên phía của KT Roster mà họ thắng 2-0 á thì KT vẫn sẽ kết thúc giai đoạn vòng bảng với vị trí là top 1. Chúng ta có thể thấy như đây sẽ ván thi đấu mà đã có tín hiệu gạt dò rồi, rất thành công của Vivion. Một ván thi đấu rất thăng hoa, không hổ được mệnh danh là ông vua ván 1 với một cái lượng sát thương gần như là chia đều ở tất cả các vị trí khác nhau trong đội hình của họ. Ghê thật sự.
Một ván thi đấu mà Doran cũng hơi ngợp chút xíu với một cái giai đoạn đi đường rất là tốt của Bogan ở khu vực trên. Chúng ta có thể thấy Doran có những thời điểm mà anh ta farm bằng thời gian của ván đấu, nhưng mà vẫn thua đâu đó Bogan 20-30 chỉ số lính. Và tính định điểm ở giai đoạn về sau thì anh ta bị gác khoảng chừng hơn 50 chỉ số lính, là một ván thi đấu rất là khó khăn rồi dành cho bên phía của Doran nói riêng và Genji nói chung, để coi ván thi đấu thứ hai sẽ là như thế nào. Đừng quên rằng Rion chỉ là ông vua ván 1, sang ván 2, ván 3 thì thành tích nó lạ lắm, vẫn là Rion mà nó lạ lắm. Vẫn là năm con người đấy, vẫn là vị huấn luyện viên đấy và cũng chỉ đánh trên mỗi cái sân khấu này thôi. Nhưng mà Rion sau ván 1 câu chuyện nó sẽ rất là khác. Nhưng mà rồi chúng ta cùng chờ xem đã. Bởi vì ở trên gương mặt của huấn luyện viên Edgar bên phía Rion cũng đang có một cái sự tự tin, có một cái sự thoải mái nhất định. Xem liệu rằng là trong ván 2 Rion có mang ra bất cứ một cái sự lựa chọn nào đó lạ hay không. Còn Gen Z thì vẫn quen thuộc mà thôi. Họ sẽ quyết định là sẽ không sử dụng Azir ở trong cái ván điều này, mà cấm đi, không để nó nằm trong tay của Karis. Tướng tủ thuận tay dành cho Karis, một ván thi đấu mà có thể thấy như cũng không có nhiều lắm những cái cơ hội để có thể tỏa sáng dành cho Trương Phi, cho Vi và các thành viên còn lại. Poppy đã bị cấm đi rồi, như vậy là quyết định là cấm tướng tủ của những người chơi tốt của Vibrion, đó chính là Azir và Poppy. Như vậy là chúng ta vẫn sẽ có Maokai, chúng ta vẫn sẽ không có Maokai khi mà đây là quyết định lựa chọn cấm thứ ba của Vibrion. Những cái lượt first pick ở thời điểm hiện tại còn Annie, Kai'Sa, Tristana, và Tristana nằm trong tay của Trương Phi. Có vẻ như là bên phía của Genji họ cũng rất là nóng máu rồi. Cái ván thiếu đầu tiên mà để cho Tristana cùng với cả Saya của Karis và Hena được vận hành cực kỳ là khủng khiếp. Và bên phía của Beyond thật sự là rất xứng đáng phải dành lời khen nha. Họ đưa ra một giai đoạn ban pick rất là chính xác, bởi vì cái nguồn tài nguyên được cần phải được dồn cho Tristana rất là nhiều. Vậy nên Hena sẽ cầm những cái vị tướng mà có thể tự sinh tự diệt và tự bảo kê bản thân mình thôi. Và đó chính là con tướng Saya đã rất là thành công. Còn ở trong ván thiếu thứ hai này thì họ sẽ ưu tiên cánh trên thêm một lần nữa. Chỉ mặc điểm tên luôn, cảm giác như bây giờ là ai muốn thích gì bích đó, bích theo thứ tự từ trên xuống, xong rồi bích rừng. Và chúng ta cũng đang có một cái bộ đôi rất là khỏe đến từ bên phía của Rion. Còn ngược trở lại thì bên phía của Genji thì họ cũng có lẽ sẽ một lần nữa khóa vào con bài Kai'Sa dành cho Pei ở cung đường dưới. Ván thi đấu vừa rồi là ván thi đấu mà Pei vẫn có được những cái sự xử lý chuẩn xác của mình, chỉ có điều là anh ta phải đối đầu với lại một cái nhịp băng vào quá mạnh của phía Rion mà thôi, nên khiến cho cái khoảng trống để có thể gây sát thương dành cho Pei là không có nhiều cho lắm. Rồi còn một lượt chọn thứ ba nữa dành cho rừng thì không biết là có ưu tiên cho Venus ở trong cái nhịp này hay không. Hiện tại thì bộ khung hai xạ thủ đã được hình thành rồi và sẽ cần thêm nguồn sát thương phép từ bên phía của Genji. Mà bên phía của Bion họ cũng đã nhận ra được điều đó. Họ cấm Maokai, họ lấy về Lilia rồi. Vậy nên Peanut sẽ chơi con gì đây? Liệu rằng có phải là Rumble nữa hay không đây? Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Còn sự lựa chọn thứ ba sẽ là Aatrox nằm trong tay của Doran. Một sự lựa chọn mà chúng ta đang thấy cái kèo kỹ năng được đặt nặng ở khu vực trên. Với cái kèo này thì để coi một mẫu chất tướng được tăng sức mạnh ở trong cái phiên bản này kết hợp cùng với một mẫu chất tướng thuận tay trong nằm trong tay của Morgan. Rồi chúng ta cũng sẽ có một vị trí thứ ba để có thể đối trọng khu vực giữa. Karis sẽ đổi kèo, ván thi đấu này thì em ta sẽ đánh cho mình đó vị tướng dây kết hợp cùng với cái lượng sức mạnh phép thuật đến từ Lila của công ty. Xem rằng là khi mà cầm Jace thì cái màn trình diễn của Karis sẽ là như thế nào. Chúng ta có thể thấy rằng ở thời điểm hiện tại thì bên phía Brion họ đang có một người chơi đường giữa đánh nhìn chung cũng khá là uy tín nha. Karis đã lấy về được cho mình 100 điểm POG ở trong cái ván thiếu vừa rồi với một con Tristana thật sự là quá xanh sao. Và ở trong ván thiếu thứ hai này thì cũng là một con tướng cũng có khả năng carry khác dành cho Karis. Còn ở bên phía phase cấm thứ hai, Genji họ đã tước đi Saya rồi, không thể để con bài này để hở ra nằm trong tay của Hena nữa. Thêm đó là Milio để không cho bên phía của Rion họ sử dụng những cái cặp đôi như kiểu là Aphelios Milio hay là Zeri Milio hoặc là Jinx Milio. Như vậy thì Binet sẽ muốn chơi con tướng nào trong khu vực rừng của anh ta, liệu có phải là Skarner hay không? Chúng ta cũng sẽ có được Cosmo ở khu vực rừng dưới. Cosmo này có thể hướng tới một con Cosmo AP ha, khả năng câu rỉ máu từ tầm xa, nhưng mà để coi quyết định đến từ Hena sẽ hướng theo cái cách lên trang bị như thế nào. Và chúng ta sẽ có sự lựa chọn cuối dành cho Fox để có thể được quyền Katabit hỗ trợ bên phía đối phương hoặc là khắc chế phần nào đó cái đội hình tổng của phía Genji. Binet sẽ lộ rừng của mình ở trong cái lượt này. Nhìn chung thì bên phía của Bion họ cũng đã lộ cho mình cái ý tưởng rồi. Đó chính là có thể là con bài Lulu nằm trong tay của Effort là tương đối là hợp lý này. Cosmo Lulu là một cặp đôi mạnh, còn wow, Skarner bò cạp tinh thể tới từ Peanut để nhắm trực tiếp vào vị trí của Hena ở trong cái ván thiếu này.
Trời, nãy tôi đọc trước luôn đó chứ, sau khi mà cắm con Milio là thấy Beastcatcher rồi. Các bạn có thể dịch ngược trở lại coi. Và bên cạnh đó thì khả năng tấn công đến từ Nautilus cũng sẽ là có, với sự bổ sung thêm những cái khả năng mở giao tranh của bên phía Genji. Còn bên phía Kyprion thì họ bổ sung thêm cái khả năng chống chịu. Chúng ta sẽ có Brom để có thể gia cố thêm cái hàng phòng vệ cho đội hình của họ. Cái bộ khung của cả hai đội tuyển đang tương đối là thú vị nha. Bên phía Gen G thì họ trở về với cả một cái đội hình mang thiên hướng truyền thống hơn một chút, nhưng mà họ sẽ bị thiếu đi nguồn sát thương phép. Bên phía của Beyond, sự lựa chọn đầu tiên với con bài Kog'Maw nằm trong tay của Henna ở tại LCK thời điểm hiện tại thì phải, nếu mà tôi vừa nãy tôi nhìn thông số không nhầm, đây sẽ là một con Kog'Maw cần rất là được quan tâm tới từ bên phía của Beyond. Quyết định của Henna là lấy cái tăng tốc với một cái phép bổ trợ như thế này, thì để coi anh ta sẽ lên Kog'Maw đánh tay hay là Kog'Maw sức mạnh phép thuật. Thì sức mạnh phép thuật thì cũng được, sức mạnh phép thuật thì có thể build theo kiểu là đồng hồ ở món trang bị thứ hai hoặc thứ ba chẳng hạn, bởi vì cái nhịp tấn công của phía Genji có thể là mạnh quá, Nautilus gắn cái thủy lôi tầm nhiệt thôi thì Henna cũng rất khó để có thể được chơi game. Nhưng bù lại thì bên phía của Brion họ có thể đánh mạnh lên cánh trên. Chúng ta đã nói đến cái sự kết hợp giữa Lilia kết hợp cùng với những con tướng sát thương vật lý như là Jayce hoặc là Thủy Tinh chẳng hạn. Cái khả năng tạo ra hiệu ứng khống chế tới từ bên phía của Brion cũng là tương đối tốt trong cái ván thiêu thứ hai này nhá, và nó sẽ là một cái bộ khung để nỗ lực bảo kê cho Caris cũng như là bảo kê cho Henna. Với một con Brom được lựa chọn thì rõ ràng là cái nhiệm vụ của Effort nó sẽ tương đối là đơn giản mà thôi, sẽ phải cố gắng nhìn xem là xạ thủ của mình đang đứng ở đâu để có những tình huống che chắn. Morgan cùng với cả Umti sẽ làm nhiệm vụ bơi vào. Chúng ta sẽ cùng xem liệu rằng là Brion họ sẽ thành công với chiến thuật này hay Genji đòi lại tỷ số 1-1. Ván thi đấu thứ hai, cuộc đối đầu giữa Genji và Rion sẽ được bắt đầu ngay sau đây. Ván thi đấu này sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh LCK tiếng Việt và phát trên những cái platform như Facebook, YouTube, TikTok, và bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ có những cái tương tác rất là nhiều với online.vn, thì các bạn có thể theo dõi cái platform này để có thể nhận được nhiều phần quà mà online.vn dành tặng cho các bạn. Có một câu hỏi được đặt ra ở trên online.vn khi mà giai đoạn cấm chọn bắt đầu, đó chính là con rồng đầu tiên của chúng ta sẽ là con rồng gì? Thì đã có câu trả lời rồi ạ, nó sẽ là con rồng lửa. Và hy vọng rằng là chúng ta cũng sẽ có một cái bản đồ rồng thật sự là đẹp ở trong cái ngày thi đấu hôm nay luôn. Và để xem nào, Rion đã có một cái bước di chuyển đông người sang phần rừng của bên phía Genji để có thể chiếm lấy tháp tinh thể. Tuy nhiên thì Delight cũng sẽ đòi lại được một vài cái lượng tầm nhìn dành cho bên phía của Genji ở cánh dưới. Còn cánh trên thì đang gần như là hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của Beyond rồi nhá. Nào, chúng ta cũng đã có một tình huống di chuyển rất sôi động ở thời điểm đầu của phía Beyond. Họ cắt cử cả 4-5 thành viên lên cánh trên. Chưa có một vài những cái lượng tầm nhìn, nhưng mà Fox bắt đầu quét mắt rồi. Liệu rằng có kịp để có thể quét một con mắt được cắm đây không? Câu trả lời là có. Henna sẽ có thêm cho mình đó là một cơ hội để có thể tấn công vào con mắt này, và con mắt đó thuộc về chơi Fox. Cánh trên như đã nói sẽ là cái cánh mà bên phía của Ron sẽ đánh nặng hơn ở trong cái ván thi đấu này. Một vòng rừng bắt đầu từ bãi chim để có thể có một cái tốc độ dọn rừng nhanh nhất của Umti. Có một con mắt được cắm ra rất là sớm tới từ bên phía của Brion nha, trong phần rừng bùa xanh của Genji, và sẽ phát hiện được cái thời điểm mà Peanut có mặt ở khu vực nửa trên của bản đồ. Không biết liệu rằng là bên phía của Brion họ có đánh mạnh ở khu vực nửa dưới không, khi mà Paige cùng với cả Delight nếu mà xét về khả năng trao đổi quãng ngắn thì có thể sẽ hơi bị đuối hơn một chút so với cả cặp đôi Brom và Kog'Maw bên phía bên kia, nếu như mà Effort tung cho mình những cái điểm quy tích được cái điểm nội tại đánh ngất ngư tốt. Nhưng có vẻ như là không được nữa rồi, Genji họ đang muốn duy trì cái thế chủ động của mình ở khu vực đường dưới bằng việc Delight đứng lên rất là cao để hỗ trợ cho Pay đẩy đường và lên level 2 trước. Áp lực cũng sẽ có khá là nhiều đến từ cái bộ đôi Kai'Sa kết hợp cùng với Nautilus, mà chưa kể đây là con Kai'Sa mưu kiếm nữa, chỉ cần bạn trúng một viên không chế đến từ Nautilus thôi, nhiều khi là phải mất một cái lượng máu rất là đáng kể đến từ cái bộ đôi này. Và bên cạnh đó thì cái kiểu khu vực đường giữa thì Chovy vẫn đang làm ổn với Tristana. Khu vực đường trên kìa, cấp độ 3 đánh cấp độ 2 của Doran, thở thực sự rồi. Doran đã rất là khó thở bởi vì là cái Covid-19 rồi, mà lại còn gặp cả ngài Morgan cầm tướng tủ nữa, thì khẩn trương bên phía Hàn Quốc phải ship ngay cho cái bình oxy cho Doran đi. Doran sẽ cần phải xử lý tốt cái đợt lính đẩy vào trụ này để có thể có được lại cái khả năng hồi phục của mình, và hơn nữa là không bị thua thiệt quá nhiều về chỉ số lính, vẫn đang làm tương đối là ổn, sẽ chỉ bị mất cỡ khoảng tầm 4 con lính.
Rất may cho Doran đó chính là anh ta sẽ có áp lực rừng. Peanut, cái điểm cuối vòng rừng của ta sẽ có thể hướng lên cánh trên, và vì vậy nó cũng sẽ gián tiếp giải tỏa áp lực dành cho Doran. Rất khó thở dành cho Doran ở trong cái kèo thi đấu này. Và có thể thấy như đây là một cái kèo chức tướng khá là thuận tay dành cho Morgan, và anh ta xử lý rất là tốt rồi. Khu vực đường giữa cố gắng để có thể trao đổi chiêu thức ngược trở lại đến từ Karis. Anh ta quyết định là về luôn, mặc dù đang còn một bánh bích quy để có thể hồi phục, nhưng thôi, đợt lính này cũng sẽ bị áp lực bởi rừng của Virufun nên ta về sớm. Cái kèo khu vực đường giữa thì cũng sẽ tương tự như là ở ván đấu đầu tiên thôi. Ai cầm cho mình vị tướng Tristana sẽ là người có được cái lợi thế hơn về mặt đẩy đường, về mặt chỉ số lính. Vậy nên rằng là ở thời điểm hiện tại thì Chovy đang làm tương đối là tốt với một đợt lính đẩy rất là cao, và ngay lập tức để hỗ trợ cho Peanut tiến vào trong phần rừng của bên phía Beyond. Ngược lại thì Umti cũng đang có bước di chuyển ra khu vực giữa, đã có những cú ping rồi, có vẻ như là muốn giao tranh rồi, và đơn giản là Chovy sẽ nhảy về thôi. Chỉ là một chút giải tỏa áp lực tới từ Umti, nhưng bây giờ Umti đang di chuyển qua phần rừng của chính mình và nhìn thấy Peanut ở đây, đậu nhỏ cũng sẽ trở về được an toàn. Chạy khá là nhanh đến từ Peanut. Trước đó thì anh ta cũng đã chiếm được cái tháp tinh thể ở trong gần khu vực bùa đỏ, và sau đó anh ta giật ngược trở lại một nhịp. Hai người chơi đi rừng thì bắt đầu farm tiếp cái vòng rừng thứ hai của họ bằng bẫy chim. Khu vực đường trên, Weeba tốt đến từ Doran, gắn ngược trở lại một cái đúp và sau đó anh ta giật về. Và trao đổi chiêu thức này khiến cho Doran đang nhỉnh hơn về chút xíu về cái lượng máu, nhưng khả năng phục đến từ Bogan cũng sẽ là có. Và chưa kể là anh ta còn bình vừa rồi mới nhấn cái bình máu lên, và tiếp tục sẽ có áp lực đến từ Bogan. Điều này nó khiến cho Doran bắt buộc phải về sớm. Doran cầm trên người cái khiên Doran giống như cái tên của người chơi trên Mifi Gen G luôn, nhưng mà tất nhiên là khả năng hồi phục nó sẽ bị hơi bị yếu ớt một chút, vậy nên là sẽ là một nhịp bấm biến trở về nhà sau đó dịch chuyển trở lại thôi. Nhưng có vẻ như Doran chưa về được rồi, là một cái tơn lính khá là lớn bị đẩy vào, và Doran sẽ cần phải xử lý cái tơn lính này sau đó thì mới có thể về được. Cái khả năng hồi phục của Aatrox là sẽ bị đuối thế hơn so với cả Rekton một chút xíu, vậy nên Doran đang gặp tương đối nhiều bất lợi. Nếu mà nói như vậy thì Morgan cũng đang bỏ túi Doran với một cái kiếm rồi. Một cái kiếm Doran này. Họ tôi đúng nghĩa đen luôn ở cả ván 1 và cả những cái thời điểm đầu của ván thi đấu thứ hai này. Rồi, Hena đang một mình ở khu vực đường dưới hỗ trợ của anh ta thì vừa rồi mới chặn lính, bắt buộc phải có sự xuất hiện đến từ Edford thì Hena mới dám đứng lên cao để có thể farm cái đợt lính này. Ở phía đằng sau lưng của Gen G thì có con mắt nha. Ở khoảng thời điểm mà nếu như mà Gen G họ để bị khai thác thì có thể sẽ có tình huống dịch chuyển ở đường trên, giao tranh nổ ra. Morgan bật thần cả xấu nhưng không có chiêu để làm choáng. Nếu như có chiêu thức để làm choáng là chắc chắn là sẽ có solo kill dành cho người chơi trên của Beyond. Nhưng bây giờ Inet phải có mắt để giải tỏa áp lực, mắt được cắm ra. Nhưng trước đó Morgan cũng đã cắm một con mắt vào bụi cỏ chặt 3 tương đối là tốt để có thể biết được rằng bao giờ mình gặp nguy hiểm. Doran vẫn đang bị gây áp lực bởi vì đang cố gắng hứng cái lớp sắp trụ từ Morgan và thành công luôn rồi. Cấp độ 6 có sớm hơn, đợt lính ở phút thứ 5 farm xong cái đợt lính đó thì chúng ta sẽ có cấp độ 6, và Morgan đã tận dụng thời điểm anh ta nhịn hơn về mặt cấp độ. Và Doran chắc có lẽ cũng biết được điều đó nên anh ta chấp nhận đánh lùi lại một chút xíu, và anh ta thoát khỏi được cái nhịp tấn công đến từ bên phía của Morgan. Khoảng trống dành cho MT là có, như anh ta không dám ăn con rồng vừa rồi à, phải giật ra một nhịp khi mà thấy Phoenix với lại Chovy áp lực. Cái nhịp lính ở đường giữa bị đẩy lên hơi mạnh, vậy nên là Umti cũng không dám all-in ở con rồng vừa rồi, sợ rằng là có thể sẽ bị nằm lại, bởi vì là cái hiệu ứng khống chế của Skarner mặc dù là cấp 6 mới là mạnh nhất nhưng mà cũng có ở giai đoạn cấp 5 này rồi nha, với một chiêu E sau đó là một đòn đánh thường khi mà Peanut tiếp cận vào được. Vậy nên cái cơ sở để giao tranh bên phía Gen G là cũng có ở cái pha vừa rồi, khi mà cả đường giữa cũng di chuyển được nữa. Umti lui nhẹ ra khỏi khu vực hang rồng, mặc dù là có nhịp đẩy ra tới từ Hena cùng Effort, nhưng Brion lại chưa kiểm soát được mục tiêu đầu tiên. Cái điểm sáng của phía Genji đó chính là Chovy vẫn đang đánh rất tốt cái kèo thi đấu này. Trên lệch về mặt chỉ số lính của anh ta vẫn có, và vừa rồi bởi vì cái áp lực đến từ Chovy đẩy đường tốt hơn ở khu vực đường giữa, nó khiến cho MT không dám mạo hiểm. MT trước đó tôi thấy là anh ta ăn rồng được 50% máu rồi đó chứ, nhưng mà thấy Peanut với lại Chovy cùng nhịp di chuyển thì MT cũng phải giật lại một nhịp, khiến cho con rồng nguyên tố vẫn đang còn xuất hiện trên bản đồ, nó chưa thuộc về trận phía của Rion. Vẫn là một cái tốc độ thi đấu tương đối là chậm rãi tới từ cả hai đội tuyển, nhưng ở thời điểm hiện tại thì Brion đang duy trì được một cái lượng kinh tế nhỉnh hơn một chút xíu, tổng tầm 200-300 vàng gì đó. Và bây giờ là Umti đã có cho mình level 6 rồi. Morgan lao lên làm choáng Doran thành công. Doran mất nửa cây máu rất là nhanh, cố gắng hồi phục ngược trở lại. Q1 tốt, Q2 chống gì, nhưng Q3 thì không chính xác, vậy nên là sẽ tạm thời lui về từ bên phía của Brion mà thôi. Họ không cần phải nhấn lên thêm nữa, Doran đã mất quá nhiều máu rồi. Còn bên phía Brion thì họ đang liên tiếp có những bước di chuyển nha, rất thú vị nha. Effort đang bảo kê cho Karis rất là nhiều.
Ván thi đấu này thì Hena cũng sẽ quyết định là hướng tới một con cóc mo đánh tay với một cái tốc hành kết hợp cùng với đó là những món trang bị đang sở hữu của anh ta, chứ không phải là sức mạnh phép thuật với vị tướng của anh ta đang sở hữu khu vực dưới. Nãy giờ thì anh ta cũng để cho hỗ trợ phát của mình di chuyển khá là nhiều, nhưng mà cái tốc độ farm, cái khả năng farm đến từ Hena cũng đang khá là tốt. Cấp độ 6 rồi, anh ta sẽ có những cái chiêu cuối từ tầm xa để có thể đảm bảo cái số lính của mình. Những bên phía của Genji sẽ có khoảng trống, cái dịp đẩy này đang là tốt. Delay chưa cấp độ 6, nhưng biết đâu đấy anh ta di chuyển ra khu vực giữa, chia sẻ thêm một ít cái lượng kinh nghiệm cùng với lại cho Vi, và sẽ có cái nhịp để có thể kiểm soát con sứ giả ổn hơn dành cho bên phía của Genji. Đang có một cái đợt lính rất là lớn ở đường giữa đẩy lên, không biết liệu rằng là Delay có kịp thời để có thể chia sẻ được lượng kinh nghiệm này hay không này. Một tuần lính nữa đẩy lên rồi. Ở bên phía Genji họ đang sẵn sàng giao tranh này rồi. Doran là người lao ra giữ chân được Morgan lại thành công. Morgan đang bị tấn công. Bên phía bên kia Doran đang cân 2. Venus đang tiến tới với level 6 và đang tăng tốc lên muốn tiếp cận vào Morgan, nhưng khoảng cách là quá xa. Morgan vẫn còn tốc biến, vẫn còn cắt và sắt nữa. Vậy nên Genji họ quyết định sẽ lui về. Cái này hay của anh phía Genji nha. Mặc dù chúng ta đang nói đến những cái lợi thế được tạo ra đến từ Morgan, nhưng mà họ mất đi cái nhịp thăm minh của Unity. Unity nãy giờ chưa kiểm soát được bản đồ tốt. Con rồng nguyên tố đầu tiên cũng chưa ăn được. Con sứ giả vừa rồi cũng đã nằm trong tay của phía Genji, và đó là những tín hiệu rất tích cực dành cho bên phía của Genji ở trong giai đoạn vừa qua. Có được cho mình con sứ giả đầu tiên thì cái cơ sở của Genji để có thể tấn công vào một cái công trình nào đó sẽ là tương đối tốt, đặc biệt là với cái nhịp đẩy rất mạnh của Chovy ở khu vực đường giữa thì sẽ giúp cho cái lượng kinh tế của Genji được bù đắp lại tốt hơn, và cũng sẽ cố gắng để mở đường ra kiểm soát con rồng nữa. Bây giờ Doran bị tấn công rồi, có khúc du rừng thẳm. Doran đang bị tấn công, tốc biến bỏ chạy. Doran vẫn bị làm choáng lao vào. Morgan đang bơi quá khó chịu. Và chiến công đầu thuộc về Lord Morgan với thần cá sấu. Cái pha phối hợp vừa rồi nó lại rất mắc binh. Các bạn có thể thấy cú nện cái nè kết hợp cùng với tốc biến làm choáng ngay lập tức gần như là đồng nhịp. Nó khiến cho cả hai đều có thể tận dụng được luôn cả cái chiêu cuối khúc ru rừng thẳm vừa rồi của ông Tì. Doran cũng đã thấy không ổn ở đường trên rồi, anh ta cũng đã đánh cầm chừng, và khi mà thấy ông Tì xuất hiện anh ta đầu tư luôn lướt e kết hợp cùng với tốc biến và cả chiêu cuối của mình nữa để chạy nhanh hơn. Nhưng không, khoảng cách để có thể tiếp cận đối với Morgan là và ông Tì là quá gần. Cái khả năng trong hiệu ứng đường dưới bay từ bên phía của Gen, bên phía của Beyond thì đúng hơn. Nhưng ở nửa dưới bản đồ, Hena có một tình huống bật cái tốc hành lên solo với cả Paige. Paige mất rất là nhiều máu và buộc phải mất tốc biến để có thể bỏ chạy. Beyond vẫn đang có được một cái khởi đầu của bán thi đấu thứ hai thật sự rất tuyệt vời nhá. Đồng ý, ván thi đấu thứ hai đang được vận hành rất là tốt. Chúng ta đang có hai đường thắng, đường trên và khu vực đường dưới. Đường giữa thì vẫn ổn dành cho Vi. Hena lần này chú Phúc Mo của anh ta kích cái tăng tốc lên, bắn từ đầu cho tới cuối. Bay bắn lại một nhịp, sử dụng cái bản năng sát thủ tạo ra tốc biến rút về. Xin lỗi, đó là tình huống rút về với 100 máu của Bay. Hình như là tôi để ý thì anh ta chỉ còn lại khoảng chừng 15 máu ở trong cái tình huống vừa rồi mà thôi. Rất đáng sợ với cả con cốc mò của Hena, mặc dù là không có Brom hay là không có Lulu hoặc là Soraka đứng bên cạnh để buff, nhưng mà những cái đòn đánh thương của Hena thật sự rất là đau nha. Và Morgan đang bị quan tâm rồi, dịch chuyển rất nhanh. Peanut tốc biến kéo Morgan về, Chovy còn chiêu cuối đẩy về nữa và mạng dành cho Peanut. Một pha trồng hiệu ứng tốt tới từ bên phía của Genji để đòi lại công bằng dành cho Doran ở đường trên. Và xử lý rất gọn của Peanut kéo ra kết hợp cùng với đại bác đẩy lùi của Chovy nữa. Khoảng trống cặp đôi TV vẫn đang thể hiện được cái sự ăn khớp nhất định. Một đợt lính được đẩy tốt đến từ cho Vi ở khu vực giữa. Mặc dù vừa rồi thì Karis có dịch chuyển lên khu vực đường trên á, nhưng mà bộ ba của phía Genji làm nhanh quá. Có được cho mình đó là một chiếc túi cá sấu với một tình huống ghé thăm vừa rồi của phía Genji. Cái điểm hạ gục rơi vào tay của Peanut nha. Tốc độ lên đồ của Peanut sẽ là ổn thôi, nhưng mà Peanut là một con tướng mang thiên hướng chống chịu và tạo dựng lối chơi, không có nhiều sát thương về giai đoạn giữa cho lắm, nên là bên phía của Genji họ cũng sẽ cần thêm nữa cái khả năng dồn tài nguyên cho những người chơi carry của mình. Paige đang bị dính hạt tân lóc, nếu như có một pha côn khúc du rừng thẳm là Paige chắc là đi cái thanh tẩy đấy nha, nhưng sẽ không có bất cứ một cái tình huống nào là tấn công xuống vực đường dưới từ bên phía của Brion cả, bởi vì cái nhịp lính đang được đẩy vào và Hena vẫn đang xử lý cực kỳ là tốt. Rồi hãy cùng xem pha tấn công này của Peanut và gần như là su găng tốc biến, bởi vì phía bên kia thì Morgan cũng không còn tốc biến, mất luôn cho bên đó thần cá sấu. Và trước đó nữa thì Doran cũng đã phối hợp với lại Peanut và cho Vi khá là khéo khi mà anh ta là người chủ động chống chịu cái đợt sát thương của trụ đầu tiên nữa cơ. Nói chung pha thi đấu đó thì khá là mắc binh, họ làm rất là nhanh, ghé ngang lên khu vực đường trên một cái là dứt điểm được Morgan rồi. Nhưng vì vậy mà khoảng trống ở khu vực dưới dành cho Hena cũng sẽ là có dịch chuyển để có thể tấn công của cho Vi. Và đêm tình huống Chovy đã đáp đất xuống rồi, nạn nhân chắc chắn sẽ là Hena đang bị bắn tương đối đau. Dila đang muốn tiếp cận, nhảy lên tới từ Chovy, cũng mất bỏ neo một người effort, nhồi sát thương một người effort cũng được. Và Chovy là người ăn mạng,
một cái điểm hạ gục giúp cho bên phía Genji cân bằng lại được về lượng tiền tổng của cả hai đội tuyển. Nhưng bây giờ Doran đang bị tấn công thêm một lần nữa. Doran đang bị rất nhiều nguy hiểm, bị làm choáng, bị tấn công, bị chặt, bị chém, bị đu theo bởi cắt và sát và bị solo kill ở đường trên thêm một lần nữa. Và bây giờ là Pin đã tới để có thể đòi lại một chút sự công bằng, kéo Morgan vào trụ. Morgan bị một phát bắn, hai phát bắn, hồi được bóng từ Morgan. Morgan quá hiểu con tướng này. Khuôn mặt tiếc nuối, khuôn mặt tiếc nuối của Doran khi mà anh ta đã bị hạ gục ở trong pha thi đấu vừa rồi. Sát thương đến từ trụ là đủ nếu như Morgan không có một tình huống quy nổ lính hồi phục lại cái lượng máu. Và đó là pha solo kill của Morgan, người đang có số lượng solo kill ít nhất ở đường trên LCK. Tôi nhớ là Morgan chỉ có 4 pha solo kill đến từ những thông số trước ván thi đấu này mà thôi. Còn phía bên kia là top 1 solo kill với 17 lần solo kill của Doran. Thực sự là thông số đang hơi bị đi ngược nha. Ở thời điểm hiện tại thì Doran đang rất là vất vả ở khu vực nửa trên bản đồ. Với việc đã 2 lần nằm xuống rồi, chỉ số lính thì càng ngày càng thua thiệt hơn nữa. Lần này thì Morgan đang chưa farm vượt quá được thời gian, nhưng rõ ràng là đang out rất nặng so với cả Doran rồi. Còn bây giờ là một tình huống replay lại khu vực giao tranh ở khu vực nửa dưới của bản đồ. Effort đó cho thấy rằng là con Worm nó che chắn rất là tốt nha, bảo kê được Henna, có rất nhiều khoảng trống để xả sát thương. Nhưng mà khi cả Bay cả Chovy tới thì sẽ là hơi khó. Rồi hãy cùng xem lại tình huống chủ động tấn công đến từ Doran. Q1, Q2 đều tốt cả. Nhưng mà khi mà hết cái bộ combo thì Morgan đánh tay hóa thần cá sấu có nổ tốt nè. Kích hoạt cho mình đó là thần cá sấu lao vào đánh tay liên tiếp của Morgan. Doran chỉ có thể chạy mà thôi, lượng sát thương được duy trì đến từ Morgan. Một pha thi đấu tiếp theo thì Pinus cũng đã rất nỗ lực để có thể kéo vào trong tầm trụ rồi đó chứ. Và với một tình huống hồi phục tốt nè của một pha vũ điệu cá sấu có nổ, và Morgan vẫn sống. Liên tiếp là những tình huống giao tranh nổ ra và trông có vẻ như đang khá là cân bằng nha. Nhưng thật sự là đang không cân bằng lắm khi mà Beyond họ đang có một cánh trên rất là mạnh. Còn Genji thì họ chưa thực sự đẩy được tài nguyên vào một con người cụ thể nào cả. Và bây giờ Pinus gặp nguy hiểm rồi, Pinus không còn tốc biến, Pinus bị tấn công, Pinus đang gặp rất nhiều nguy hiểm, bị làm choáng, bị chuyển xuống từ cả hai đội tuyển. Pinus vẫn đang bị bắn, bị mù và bị hạ gục tới từ Umti. Doran tới, Chovy tới, Umti sẽ phải trả mạng và Morgan đang bị tấn công, tốc biến tới từ Doran. Hay. Bóc bỏ theo một người Morgan, Morgan đang bị kẹt lại rồi, hồi được rất nhiều máu nhưng như vậy là không thể đủ được mạng dành cho Chovy. Xít chút nữa thì Morgan đã làm gọi được cả Pain, nhưng Genji vẫn làm tốt hơn. Pinus có thể chết chay, pha thi đấu đó Pinus chưa hồi lại tốc biến và đội hình đến từ bên phía Kurion có thể khai thác. Nhưng Pinus có khả năng chống chịu với con Skarner của anh ta và ta câu được nhiều tài nguyên của Vipirion, tạo ra những cái pha phản công dành cho đội hình của họ. Lần này thì Doran cũng đã lên tiếng với cú dịch chuyển của anh ta để có thể đánh giao tranh cùng với những người đồng đội của mình. Đây hãy cùng xem lại cụ thể pha thi đấu này. Edford tung cái băng địa chấn, Pinus như đã nói anh ta không có tốc biến và trở thành cái mục tiêu bị tấn công. Umti cũng có mặt rất kịp thời với chiêu cuối ba thành viên của họ. Nhưng sự khác biệt ở đây đó chính là Chovy cũng có cái lượng sát thương để có thể đáp xuống. Còn phía bên kia Rion chỉ có 4 thành viên mà thôi. Con cá sấu bơi thật sự rất là khó chịu tới từ Morgan. Câu được rất nhiều thời gian với thời điểm hiện tại. Đã có cho mình dây thủy ngân rồi, kháng hiệu ứng có, hồi phục có với tri ấp huyết. Rất là khó để có thể hạ gục được con cá sấu này trong tay của Morgan nếu như bước vào một tình huống giao tranh lớn. Và bây giờ bên phía của Genji họ đang tập trung lại ở con sứ giả và có vẻ như là đang muốn giao tranh rồi. Genji tới ở đây thì Brion cũng đang sẵn sàng có mặt. Havanlock tung ra không chính xác, Karis cùng với cả Henna và Effort đang có ý tưởng đi tới. Nhưng liệu rằng có tiến tới hay không đây? Đang muốn ngó xem lượng máu của con sứ giả này một chút. Có hạt soi sáng, con sứ giả còn 900 máu, 700 máu trừng phạt tốt tới từ Genji. Nhưng họ không ăn được mắt sứ giả và họ đang bị giữ chân lại. Họ không thể vào được bởi vì Morgan tới. Và Brion xử lý quá tốt trong pha này. Họ vẫn sẽ có sức ép đến từ cái đợt lính được đẩy vừa rồi của Morgan. Và bây giờ chiêu cuối đến từ bên phía Brion cũng đã hồi lại rồi. Morgan đứng rình, một con cá sấu đứng rình ở trong cái bụi đó. Như phía bên kia thì Doran cũng tỉnh, để xong cái đợt lính là anh ta tiếp tục về nhà sử dụng cái lượng tiền trong giai đoạn vừa qua mà thôi. Con rồng nguyên tố sẽ mục tiêu xuất hiện trên bản đồ, đâu sẽ vừa đội tuyển sẽ kiểm soát được trong đó rồng nguyên tố này. Chovy rất nhanh tay, anh ta tận dụng cái khoảng thời gian hỗn loạn, anh buông bỏ luôn cho mình đó con sứ giả để có thể tấn công vào trụ khu vực dưới. Pinus kéo được một thành viên, đó chính là Fox, bắt đầu lao vào tấn công. Fox vẫn có đúp để có thể lướt về và những người đồng đội của anh ta xung quanh. Pinus tốc biến chạy khỏi hạt lăng lóc cùng tì. Cái phát bắn của Henna đang thật sự rất là thấm người nha. Khả năng bảo kê của con Worm trong tay của Effort là tương đối tốt nữa. Genji cũng đã có cơ sở để mở giao tranh, nhưng họ chưa thể giao tranh ngược trở lại so với cả Brion được ở thời điểm hiện tại. Và khi mà Delight không còn trên bản đồ nữa rồi thì con rồng này đang thuộc tầm kiểm soát các thành viên bên phía Brion và họ sẽ ăn được con rồng thứ hai trong bản thi đấu này. Thế đấu vừa rồi thì có khoảng trống dành cho cả Morgan lẫn Chovy. Chovy là người hình như là lấy được trụ đầu tiên ở trên bản đồ.
với một cái khả năng tấn công mạnh hơn ở khu vực dưới. Và bên phía của Real thì họ cũng sẽ có được những lợi thế riêng của mình mà thôi. Họ có được cho mình đấu con rồng nguyên tố thứ hai của ván thi đấu này. Rồng thì thật ra không phải là được ăn sớm nha, cái nhịp ăn rồng khá là trễ, phút thứ 18 mà chúng ta mới con rồng nguyên tố thứ hai. Một tình huống giao tranh mà cái cú kéo của Peanut là vào người của con Brom trong tay Effort. Sức chống chịu là rất là nhiều nha, và ở đường trên Karis gặp nguy hiểm rồi, Karis bị đẩy ra. Chovy đang là người tăng trụ, nhưng Karis vẫn có thể về được bằng một tình huống tốc biến. Và đó là một pha gánh chưa chính xác lắm tới từ bên phía của Gen.G, tạo khoảng trống cho ở đường dưới. Morgan đang farm được cái trụ một này và sẽ là cái công trình thứ hai dành cho bên phía của Brion, nhưng Chovy cũng kịp thời đáp trả. Như vậy chúng ta đang có hai đầu tàu để có thể phá hủy công trình dành cho cả hai đội tuyển. Cho Vi là đầu tàu của phía Genji, thì bên phía Kuron sẽ có Morgan. Nhưng mà với cái lợi thế đẩy đường tốt đến từ Tristana cũng như cái lượng tài nguyên được tập trung dành cho Tristana, cảm giác như nó sẽ ổn hơn dành cho phía của Genji á. Nhưng mà để coi cái bối cảnh này của phía Kuron sẽ là như thế nào đây. Họ đang muốn đẩy mạnh cái nhịp độ của ván thi đấu này bằng việc tấn công ra khu vực giữa. Morgan cũng đang xuất hiện ở đường giữa rồi. Peanut bị làm choáng rồi, Peanut đã bị nhiều sát thương vào, rất nhiều sát thương, có luôn khúc du rừng thẳm. Liên tiếp là những cú R của Henna chính xác, Peanut buộc phải lui về mà thôi. Và Genji đang hơi khó để có thể tìm ra lời giải cho con Cogmo này nha. Chưa thể nào có thể đục qua được cái rằn chắn của Brom với Lilia với Rayton nữa. Dịch chuyển trở lại để có thể phòng ngự tới từ con Aatrox của Doran. Nhưng cái trụ này vẫn đang bị tấn công. Bên phía Brion họ đang có đông người hơn ở đây. Và sẽ là cái trụ thứ ba hay chăng đây? Một nhịp bắn nữa thôi. Chưa đủ, vẫn chưa đủ. Và D-Line đang muốn tiến lên. Chovy nhảy lên rồi. Đang chờ cú móc bỏ neo. D-Line không móc, Chovy chỉ muốn áp lực mà thôi. Hai bên muốn lấy cái trụ ở đường giữa, Genji thì muốn phòng vệ cái trụ đó với cú dịch chuyển giữ lính vừa rồi của Doran. Phía bên kia thì Karis cũng dịch chuyển ngay lập tức. Trụ nó còn đúng một làn gió nhẹ thổi thì nó sẽ vỡ, nhưng nó vẫn đang tồn tại. Còn bên phía của Genji bắt đầu tấn công, bọc thuốc súng nổ trụ, lan luôn vào người quân phong. Móc tốt đến từ D-Line và kéo tốt, Morgan đã bị xách về. Một tình huống dùng R rất chính xác tới từ Peanut để kéo ngay đầu tàu của bên phía Brion về. Morgan nằm xuống thì không có cơ sở để cho bên phía của Brion phòng ngự cái trụ một nữa. Và đây chúng ta ngay tức được xem lại tình huống này. Cái lượng sát thương được dồi vào rất là nhiều từ cái bọc thuốc nổ của Chovy. Vậy nên là Effort buộc phải lùi sâu và phải đứng cạnh Henna thôi. Morgan thì phải đưa thân của mình ra để che chắn, nhưng mà có Peanut ở đó. Và Genji lấy về cho mình điểm hạ gục thứ 5 để vừa rồi ăn được thêm cái trụ nữa và giúp cho cái lượng tiền chênh lệch bây giờ nghiêng về bên phía Genji rồi. Pha thi đấu đó thì có thể thấy cái bọc thuốc súng nó nổ lan đến từ Chovy, nó tạo ra một vài những cái tình huống làm mềm Effort, thấp máu và gần như là bị out ra khỏi tình huống giao tranh vừa rồi, và nó khiến cho các thành viên còn lại của phía Brion cũng bị mất máu nữa. Và tự nhiên bên phía của Genji phòng vệ thành công cái trụ của mình, lấy luôn cho mình đó trụ của phía đối phương, và Chovy một lần nữa đang là người lên tiếng trong đội hình của phía Genji. Một KDA rất tốt, anh ta tham gia 100% cái tỷ lệ hạ gục của phía Genji với KDA là 302. Ở ngay bên cạnh Chovy thôi, đó chính là Pace với KDA là 004 với 80% tỷ lệ tham gia hạ gục. Nhưng mà chưa có tài nguyên dành cho Pace nha, vẫn sẽ cần thời gian để Pace có thể up cho mình cái dây nâng cấp, cộng với cả việc lên cho mình những cái mảnh của món trang bị thứ ba nữa. Và thật ra là vẫn đang là một cái nhịp farm tương đối là tốt tới từ Pace để đạt được cái điều này. Chovy cũng vậy, Chovy cũng đang có nhịp farm khá là ổn. Anh ta dư tiền để mà có thể bổ sung thêm cái khả năng phòng vệ với một cái khăn giải thuật. Trước những tình huống kiểu như là ru ngủ của công ty thì khoảng trống dành cho Chovy để có thể gây sát thương trong tình huống giao tranh ngắn sắp tới tôi nghĩ sẽ có mà thôi. Anh ta sẽ trở thành trong những cái đầu tàu rất chất lượng dành cho phía của Genji. Còn ngược trở lại thì bên phía của Ron có lẽ như bây giờ họ phải vịn vào những tình huống giao tranh đẹp với những chiêu cuối trên diện rộng và trúng đa mục tiêu của công ty, hoặc là những cái góc vòng sâu bất ngờ của Morgan. Chúng ta sẽ cùng phải chờ xem liệu rằng là bên phía của Brion họ có thành công trong chiến thuật giao tranh tổng của mình không, hay là bên phía Genji họ sẽ làm tốt hơn khi mà gần một phút nữa thôi là sẽ có con rồng xuất hiện rồi. Chúng ta sẽ có bản đồ linh hồn giống đất trong cái ván thiếu này, một bản đồ sẽ rất là tuyệt vời cho cả hai đội tuyển, tăng thêm khả năng chống chịu nữa. Cái trụ còn 29 HP ở khu vực đường giữa từ bên phía Genji, nhưng họ vẫn đang phòng ngự được tương đối tốt. Và bây giờ họ đang ép cho bên phía của Brion buộc phải lui về, bởi vì Brion không có cái trụ nào để tựa lưng cả. Doran đang bắt đầu đi bộ xuống khu vực hang rồng để sẵn sàng cho một tình huống giao tranh tổng. Peanut thì đang lựa chọn vị trí của mình để có thể khuất sai trên bản đồ. Và có lẽ như anh ta cũng không cần phải khuất sai, bởi vì anh ta có thể tốc biến kéo thẳng mặt và sau đó chạy về giúp cho các thành viên của phía Genji cô lập một mục tiêu nào đó. Aram ở đường giữa rồi, hai bên cắt cử 5 thành viên ra chuẩn bị đấu súng. Ui,
Ôi sấm rất đau và bắt đầu Doran nhảy vào, Doran tốc đến bỏ chạy bị làm choáng rồi, Doran bị bắn rất là đau buộc phải lui nhẹ ra. Chovy vẫn đang góc đẹp để bắn Peanut kéo được một người về và đón sát thương được nhồi vào rất là nhanh. Ulti là người nằm xuống rồi, Morgan bắt đầu lao vào bơi, Doran đã phải là người nằm xuống nhưng Doran đang hơi là đơn độc. Bây giờ Effort lao vào cùng với cả Karis, mục tiêu đó chính là Delay. Delay nằm xuống rồi, Bjorn họ lời hơn về người, Henna tốc lên bắn người Chovy. Chovy đang bị bắn rất là đau, Chovy còn rất thấp máu, phải bật cho mình khăn giải thuật để có thể bỏ chạy, vẫn đang bị dí theo và Chovy đang cố gắng né tốc biến vẫn về được Effort và Chovy vẫn về được với cú nhảy. Và Bjorn họ ít nhất là sẽ có lợi ở khu vực hang rồng rồi, nhưng họ không có được mạng của Chovy trong pha vừa rồi. Điểm hạ gục thì để coi bên phía của Bjorn nhỉnh hơn. Phía bên kia thì Genji chỉ có thể dứt điểm được Ulti với một tình huống chủ động tốc biến kéo con Nai về ở phía sau. Đây, trước đó thì Karis đã có tình huống bắn cầu sấm đôi rất chất lượng nha, trúng vào cả Pay và lẫn Delay nữa. Tưởng chừng như Ulti nằm xuống sẽ có bất lợi rồi, bắt Nai sau đó bắt con Pokemon này. Nhưng cá sấu của Morgan thì khác, cá sấu của Morgan thì cứng hơn. Ôi, Doran lại nhảy lên à, Doran đang bị tấn công, Doran không có gì để bỏ chạy nha. À, vẫn còn một cú lướt qua bờ tường, từ phía xa thì Chovy đang bắn tới. Và Gen.G họ nói rằng là họ sẽ tạm thời bỏ qua con rồng đã, họ đang tấn công vào con Baron này luôn bởi vì Henna đang không có mặt ở trên bản đồ. Karis đang tiến tới, Morgan đang tiến tới, Ulti buộc phải tiến tới. Cầu sấm chất lượng tới từ Karis, một nửa cây máu của Pay rồi và bây giờ Bjorn nó bắt đầu tràn vào của mốc Cornell. Gen.G họ tràn ra tấn công, Effort đang che rất là tốt và Morgan bắt đầu lao vào bơi. Pay vẫn còn đang sống, Pay vẫn còn giáp nhưng Morgan trụ quá là tốt. Morgan vẫn còn đang sống nhưng Morgan phải vươn một giờ. Bên phía bên kia, Doran nằm, Peanut nằm, Chovy nằm. Và chỉ còn lại Pace cùng với cả Delay mà thôi. Ulti đã phá rồi. Và quét sạch dành cho Bjorn. Hãy nhìn vào con cá sấu của Morgan, anh ta bơi rất ác. Nó làm tôi nhớ đến một cái trò chơi tuổi thơ. Cá sấu lên bờ người ta phải tránh. Và bên phía của Genji mất quá nhiều thời gian ở trong cái tình huống bơi vào vừa rồi của Morgan. Hãy cùng xem lại một tình huống mà lý do vì sao mà Henna bị bắt lại. Peanut kết hợp cùng với lại Chovy đã có thể áp sát tấn công vào Henna cánh trên không có tầm nhìn của bên phía Bjorn. Nhưng sau đó với 4 thành viên thì bên phía của Bjorn họ vẫn có phương án để có thể băng bổ vào. Khả năng chống chịu đến từ Effort rất cao, anh ta hút một lượng sát thương đầu và tạo ra khoảng trống để cho Morgan có thể bơi vào tấn công vào cả Pay và Delay. Giao tranh thiếu người nhưng mà Bjorn vẫn thắng. Genji đang có chuyện gì xảy ra thế này? Và đây liệu rằng có phải là hai trắng tới từ Bjorn hay không? Liệu rằng có phải là gạt giò tới từ Bjorn hay không đây? Nhưng mà họ đã có cho mình được con Baron rồi, họ sẽ duy trì cái thế đẩy ở cả ba khu vực tường và Bjorn đang tiến tới con rồng. Quá ác thật sự, một ván thi đấu mà tôi không tin được cái bộ mặt của anh Bjorn. 43 đứng cuối của LCK, đứng vị trí thứ 10. Còn Genji thì đang có phong độ thi đấu rất cao với 16 trận thắng, chỉ thua đúng KT mà thôi. Nhưng hãy nhìn về cái cách mà bên phía Kuron họ bước vào ván thi đấu này trong nguyên tố thứ 3. Còn Genji thì có lẽ như họ cũng đang muốn thử nghiệm một vài những loại đội hình khác nhau với Scanner hay không. Khi mà bắt được Effort ở trong tình huống này, giảm đi cấp lực đến từ bộ lại Baron, một tín hiệu tốt. Nhưng Ti vẫn đang cố gắng để có thể kéo dài pha giao tranh. Phía bên kia thì Delay cũng đã phải nằm xuống. Và bây giờ là bên phía của Bjorn họ đang tràn xuống khu vực nửa dưới của bản đồ. Những tình huống cầu sấm cần phải chính xác, những tình huống chiều cuối của Henna cũng cần phải chính xác để có thể có những pha cấu rỉa. Còn nếu như không, nếu như bước vào giao tranh tổng thì bên phía Bjorn đang là người làm tốt hơn rất là nhiều. Những pha cò quay gây sát thương diện rộng của con Lilia trong tay Ulti là rất khó chịu. Những pha bơi vào của Morgan thì còn càng khó chịu hơn nữa. Và ở thời điểm hiện tại, Bjorn với Baron Powerplay chưa có quá nhiều chênh lệch. Họ sẽ cố gắng khai thác thêm vào các công trình ở đường giữa và ở đường dưới. Chovy nhảy lên, gây sát thương tấn công vào người của Morgan, ép lui. Henna quay ngược trở lại đỏ súng và Chovy tạm thời phải rút lui với cái đại bác tỷ lùi của mình để có thể đánh bật được Henna ra. Cái bọc thuốc nổ nó được găm ở trên đầu của một con lính chứ không phải là găm vào người của Morgan hay găm vào người của Ulti. Vậy nên Bjorn họ có cơ sở để có thể đánh bật ngược trở lại trong pha vừa rồi và lấy được về công trình dành cho mình, sau đó rút về an toàn mà thôi. Còn bên phía của Genji, đây là một cái tình huống tôi nghĩ rằng là đang khá là điển hình trong những cái pha mở giao tranh của Genji. Họ đang phụ thuộc vào những cú R của Peanut. Nếu như bắt được ai thì họ mới có thể đánh được. Còn Genji họ đang hơi bị đuối sát thương nha. Kiểu như bây giờ đánh xong rồi vừa đánh vừa lùi á. Tại vì nếu mà vừa đánh vừa tiến thì phía bên kia lại có con Lila, Weflat đến từ MT, nó có thể tạo ra cái tình huống khúc ru
đa mục tiêu thì cũng sẽ hơi khó cho phía của Genji. Và để coi game phía của Genji trong giai đoạn này thì họ sẽ đánh như thế nào đây. Chênh lệch ở khung trình trên bây giờ đang con số rất chất lượng rồi. Morgan đang tạo ra một cái lượng chênh lệch hẳn một món trang bị lớn như thế này với một cái giáp thiên thần thì nó sẽ khiến cho những tình huống bơi vòng của ta nó sẽ hiệu quả hơn. Và liệu rằng có thêm cái khoảng trống dành cho hai xạ thủ của phía Genji hay không? Genji cũng đang có ngưỡng sức mạnh khá là tốt dành cho hai xạ thủ của mình chứ không phải là không. À, chúng ta đang thấy Tristana hai đồ rưỡi rồi, hai đồ tấn công rưỡi, anh ta có thêm cả hai món trang bị phòng ngự là một cái đồng hồ nhỏ và một cái khăn giải thuật. À, bởi vì cho vì dành tiền để lên đồ phòng ngự nên anh ta chưa có đồ lớn ở món trang bị thứ ba. Tốc độ lên đồ đang hơi là chậm đến từ Chu Vi, còn ở đường trên thì là 4.000 vàng hay là 3.000 vàng chênh lệch giữa hai người trên đường trên nha. Thật sự đây là một con rế tông quá đáng sợ của Morgan. Đồ đàn rất là khó để có thể bơi được vào bởi vì là Morgan có cả đồ giảm hồi máu nữa. Đi tính một mở ra tranh tới từ đi ra, nạn nhân là Effort. Effort đang che chắn tương đối tốt, Effort vẫn còn đang sống. Và Morgan dịch chuyển trở lại, Morgan bắt đầu lao vào bơi. Đi lại vẫn còn đang sống từ tạo giáp, nhưng Morgan đã có mạng rồi. Đi đất lại kéo Morgan về, chiêu cuối của Pay bay sang. Morgan có giáp tinh thần và Morgan sẽ trụ được thêm một nhịp nữa. Đồ đàn đang đứng chờ sẵn, lao vào, hất tung không thành công. Và đồ đàn nằm lại rồi, câu sấm của Karis chính xác. Và Pay nằm xuống khúc ru rừng thẳm để có thể ru ngủ cho Vi, nhưng cho Vi cũng đặt đồng hồ báo thức của mình, một cây khăn giải thuật đã giúp cho anh ta tỉnh táo. Một pha thi đấu rất hay đến từ bên phía của Beyond. Đó là một tình huống Doran cố gắng chặt V3 để có thể dứt điểm được Morgan, nhưng đáng tiếc là anh ta timing sai và sát thương không có. Karis cũng bồi thêm cái lượng sát thương với tình huống cầu sấm của mình xuyên vách đá nữa để có thể tiêu diệt được Pay. Một pha giao tranh mà các thành viên Gen.G họ hơi có một chút xử lý lỗi nha. Nhưng cái tình huống tham minh không thực sự chính xác cho lắm khiến cho Gen.G đang dần bị tụt ra khỏi ván hiếu này rồi. Một pha mở giao tranh tốt tới từ Gen.G thêm một lần nữa, nhưng mà con Brom của Effort chống chịu kinh quá. Vẫn còn trụ lại được cho tới cái nhịp cuối cùng. Morgan bơi vào hồi được lại cả tấn máu, có cả giáp tới từ móng vuốt Serac nữa, có cả giáp thiên thần nữa thì tự làm sao nổi. Doran tốc biến với ý tưởng là hất tung Morgan khi mà cái giáp thiên thần hết, nhưng như vậy là không đủ bởi vì là giáp thiên thần nó chưa kịp thời hồi lại đúng thời điểm. Chà, có thế nào cái T-Roster gọi bên phía của Genji trả lời không ta? Căng thật sự. Và đừng quên rằng là Genji cũng đã chuẩn bị đi đến với cái giai đoạn cuối của mình rồi, thì nếu như họ mà giành chiến thắng thì họ sẽ có lợi thế để có thể có được vị trí đẹp ở trên bảng xếp hạng. À, tuần này thì hình như là Genji còn gặp ơi cái T-Roster còn gặp Lisa Bóc nữa. Genji còn Genji còn về gặp lại huấn luyện viên Score, gặp lại CEO Arnold để trình bày những cái cảm nghĩ của mình về cái trận này mà thôi, chứ không còn gặp bất cứ đội tuyển nào nữa rồi. Và rồi các thành viên phía Genji họ mất nhiều máu quá, khúc du rừng thẳm hai người mất thanh tẩy nhảy về, Brion họ đang tràn lên, Genji vẫn đang phòng ngự được rồi, tốc độ clear lính là tương đối nhanh. Vậy nên Genji vẫn sẽ phòng ngự được. Lợi thế bây giờ đang là quá nhiều. Cơ hội để có thể gia tăng thêm cái lượng sức mạnh mới dành cho bên phía Quirion cũng sẽ là có. Họ sẽ tấn công Combadon với cái nhịp kiểm soát đang khá là triệt để. Lượng cấu rỉa máu Binet bây giờ chỉ còn lại cho mình đó 50% máu mà thôi. Genji thì đang hơi chật vật một chút xíu. Quirion bắt đầu khởi động Combadon này rồi. Eli dính quả cầu sấm hơi đau nha. Peanut đang bị dính hạt lăn lóc, đang bị làm chậm. Một người đang có tín hiệu vòng sau, đó chính là ngài Morgan không ai khác. Cú kéo lại là vào người của Effort à. Bấm đồng hồ câu giờ, Morgan bắt đầu lao ra. Bay dùng bản năng sát thủ vòng ra phía sau bắt vào Karis. Karis tốc biến bỏ chạy. Doran bấm đồng hồ để câu giờ. Bay đang nỗ lực bắn, nhưng bắn e rằng là hơi khó. Doran cố gắng chặt, nhưng Beyond chưa ai phải nằm xuống cả. Morgan bắt đầu lao vào với cú nộ của mình. Và đây là ulti lao tới. Bay bấm đồng hồ để có thể câu thêm một chút thời gian. Chovy có giáp thiên thần, nhưng Châu Vi cũng sẽ phải nằm lại mà thôi khi đang có người chờ anh ta sẵn rồi. Và Genji mất 4 người trong pha cố gắng tiến ra kiểm soát Baron. Và Brion đang muốn đẩy vào. Đội hình của Vivion no sai là có Nai với lại Sâu ở trong ván thi đấu này, với những tình huống tấn công từ dàn tuyến ngoài của Hena và những tình huống tạt cánh tốc biến đến từ Umti nữa. Và mặc dù tưởng chừng như bên phía của Genji đã có được những cái pha thi đấu rất mạng nhạn với Pay lướt ra phía sau để có thể tấn công Karis, nhưng cá sâu của Morgan vẫn là thế lực ác thực sự với những tình huống bơi vào của Morgan kết hợp cùng với những người đồng đội của mình. Chiến thắng 2-0 dành cho bên phía của Brion. Ôi, KT Roster gọi Genji không những trả lời mà sau khi mà Genji ngắt máy xong, Genji còn gọi điện lại cho KT Roster luôn, bảo là KT à, chúng tôi tạm thời nhường lại cho các bạn vị trí đầu bảng.
để xem ngày mai các bạn đánh với cả Lý Sơn Mộc như thế nào mà thôi. Còn Gen Z khi mà trở về với cả Gaming Out thì anh Vinh ơi, không biết là ai sẽ là người nói trước đây, Tommy hay là Doran, nói trước đi các anh ơi.